Vậy thì để cô có quan hệ với tôi. Hàng Đông Lai, anh chỉ biết trò này thôi sao? Làm trò này trên xe lăn không thỏa mãn được cô sao? Buông tôi ra. Tôi hỏi cô rất quan tâm Sở Mạch sao? Phải. Vậy tôi nói cho cô biết, tôi có thể hủy hoại Sở Mạch, bao gồm cả con cô. Quả nhiên, phụ nữ từng sinh con thì cơ thể càng mềm mại, càng có sức hấp dẫn với đàn ông. Sở Mạch có dịu dàng với cô như vậy không? Sếp Hàn tới rồi. Công nhận đẹp trai, tiếc là một tên què. Có khi còn yếu ấy. Yếu hay không anh thử rồi chắc. Tôi thấy khỏe. Xin lỗi, tôi bị trẹo chân. Không cần phiền đâu. Cậu chủ ưa sạch sẽ là một nghệ sĩ, những dịp thế này mà cũng có thể trẹo chân. Sự nghiệp của cô cũng kết thúc rồi. Tôi thật ngại quá sếp Hàn. Ngại quá, qua đây. Chẳng thèm nhìn lại thân phận của mình mà dám trèo cao. Ít nhất tôi cũng đã cố gắng. Thế nào? Con trai chủ tịch của tập đoàn Đông Thăng, Hàn Đông Lai, một lần nữa đầu tư mạnh tay vào công ty truyền thông Thiên Vũ. Đôi bên đi đến hợp tác chiến lược. Anh có khỏe không? Mẹ ơi, con từng gặp chú ấy rồi. Khả Lạc, sao con lại gặp chú ấy được? Hay gặp lắm. Con thấy trong tập tranh của mẹ đó. Mẹ ơi, chú ấy có phải bố của Khả Lạc không? Không phải đâu. Với cả người mẹ dẻ cũng không phải chú ấy. Rõ ràng là chú ấy mà. Mẹ ơi, con khát. Khát rồi hay sao? Khả Lạc, vậy mẹ đi mua nước cho con nha. Con ở đây chờ mẹ chút. Trông cặp cẩn thận nghe chưa? Vâng. Bóng bay. Khả Lạc, mau xem con muốn uống loại nào. Khả Lạc. Khả Lạc. Chào anh. Vừa rồi có một đứa bé đứng đây, anh có nhìn thấy không? Khả Lạc. Khả Lạc. Khả Lạc. Ôi, là bố trong tranh. Bố ơi. Bố ơi. Khả Lạc tìm được bố rồi. Đứa bé ở đâu ra thế này? Bỏ cháu ra, bỏ cháu ra. Khả Lạc phải tìm bố. Dừng lại. Nói cho chú biết, mẹ cháu đâu? Khả Lạc để lạc mất mẹ ngốc rồi. Nguy rồi. Khả Lạc không nhớ đường nữa. Cháu tên Khả Lạc sao? Dạ, cậu chủ, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu. Được rồi, cậu ở lại đây giúp bé tìm mẹ đi. Khả Lạc muốn theo bố cơ. Đây không phải bố cháu đâu. Chú nói dối, đúng là bố cháu mà. Đúng mà. Được rồi, cháu có thể đi cùng chú. Nhưng cháu không được chạm vào chú. Vâng ạ. Khả Lạc, Khả Lạc. Chào anh. Anh có thấy một đứa bé cao tầm này, trông thế này hay không? Không, không, không. Khả Lạc, Khả Lạc. Cô ơi, cô có nhìn thấy một bé trai vừa đứng ở đây không? Trông như thế này này. Không nhìn thấy sao? Dừng. Cháu đừng có động vào chú. Mụ thần, liên hệ cô ấy đến công ty đón con. Khả Lạc. Alo. À dạ dân dân. Đúng rồi, Khả Lạc ở đâu? Tập đoàn Đông Thăng hả? Được, 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 tôi đến ngay. Cảm ơn, cảm ơn. Tập đoàn Đông Thăng. Tập đoàn Đông Thăng. 6 năm rồi. Sao có thể trùng hợp như vậy? Chào cô. Tôi đến đón con trai của tôi. Cô là phụ huynh của bé phải không? Bé đang ở trong phòng chờ ạ.
Đi thẳng rẽ trái nha. Lớn tiếng gì vậy? Cô Lâm đến rồi hay sao? Ừ, cậu chủ vừa dẫn một bé trai về, mẹ bé đến đón. Bé trai? Con cái nhà ai vậy? Cái này thì tôi không biết. Bố ơi, sao bố đang ngồi xe lăn ạ? Gọi chú. Rõ ràng là bố mà. Chú. Thôi được rồi. Khải Lạc. Khải Lạc. Mẹ. Khải Lạc đi đâu vậy? Là mẹ hết hồn. Khải Lạc hư ghê. Khải Lạc nói với mẹ một tin vui. Khải Lạc tìm thấy chồng cho mẹ rồi. Cái gì? 6 năm rồi. Anh có khỏe không? Cô Chung, đưa cậu bé này ra ngoài. Khải Lạc, đi nào, đi chơi đồ chơi với chú nha. Đi. Lâu rồi không gặp cô chú. Chân của anh. Phải. Đúng như cô muốn. Tôi tàn tật rồi. Gặp lại tôi vui lắm nhỉ. Không cần chăm sóc một cái tàn tật. Nhưng Lâm Hạ Tịch đã nhận lời tôi chữa khỏi cho anh. Đủ rồi. Cô nghĩ tôi đã quên 6 năm trước cô từng rời bỏ tôi vào lúc tôi cần cô nhất hay sao? Xin lỗi. Lại là khuôn mặt đáng thương này, phải không? Nói. Cô mang đứa bé này về có mục đích gì? Tôi đưa con trai về chỉ để khám bệnh thôi. Khám xong chúng tôi sẽ đi mà. Nói. Bố thằng bé là ai? Anh buông tôi ra. Buông ra đi. Đau lắm. Sao? Cô đang muốn thử xem chân của thằng què này có cảm giác không, phải không? Hay là muốn thử thằng què này có còn phản ứng nữa hay không? Không phải. Không phải đâu, Đông Lai. Xin anh tha cho tôi đi. Xin anh buông tha cho tôi đi mà. Xin tôi. 6 năm trước, khi tôi cầu xin cô có đồng ý hay không? 6 năm trước, xin phát một bản tin thời tiết khẩn cấp. Một đợt bão mới bất ngờ đổ bộ vào phía nam thành phố, có thể sẽ xuất hiện tuyết lở khu vực đầu hẻm núi. Đơn vị cứu hỏa đã triển khai phong tỏa núi khẩn cấp. Làm sao đây? Người dân quay lại xin hãy chú ý an toàn. Lạnh quá. Hình như mình lạc đường rồi. Tiểu Linh. Tiểu Linh. Đường xuống núi ở đâu? Ở đâu rồi? Có một căn nhà. Tiểu Linh. Tiểu Linh. Có ai không? Tôi bị nhốt lại rồi, có thể cứu tôi không? Tiểu Linh. Tiểu Linh. Tiểu Linh. Đông Lai. Đông Lai. Đông Lai. Tiểu Linh. Đông Lai. Tiểu Linh, em không sao chứ? Em biết anh sẽ tới cứu em mà. Em chờ chút. Tiểu Linh. Đông Lai, em biết anh sẽ đến cứu em mà. Không sao rồi, mình về nhà thôi. Đi thôi. Cẩn thận đó. Anh dắt tay em. Đi bên này. Cẩn thận. Vì cứu cô mà anh Đông Lai bị tảng đá lớn đập trúng, chân sắp tàn phế luôn rồi, cô hiểu chưa? Không được. Không được. Tôi xin cô nhất định phải cứu Đông Lai. Đi theo tôi. Cô cũng biết đấy, nhà họ Lâm tôi và nhà họ Hàng qua lại nhiều năm. Bố tôi luôn coi anh Đông Lai là con rể tương lai. Biết tin hai người đính hôn,
Ông ấy đã giận sẵn rồi. Bây giờ vậy cô muốn tôi làm thế nào? Biến mất. Anh Đông Lai, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tiểu Linh, em mau cho anh xem em có bị gì không. Tôi đến đi tạm biệt anh. Tôi phải đi rồi. Thành phố lớn vẫn không phù hợp với tôi, quá nguy hiểm. Em nói vậy là sao? Chia tay đi. Tiểu Linh, lúc cuộc đã xảy ra chuyện gì em có thể nói anh biết. Anh chưa nghe rõ sao? Tôi bảo chia tay đi. Cuối cùng tôi đã hiểu. Anh vốn chẳng thể nào bảo vệ cho tôi. Huống hồ vết thương lần này của anh, sau này đến bảo vệ bản thân cũng không được đâu nhỉ. Cậu chủ Hàng, im ngay. Bác gái, cô cút cho tôi. Cút ngay, bác gái. Cô tàn nhẫn quá đấy. Anh Đông Lai đều là vì cô nên mới thành như thế này. Có thể phục hồi hay không vẫn chưa biết. Chính vì không biết có thể phục hồi hay không nên mới phải chia tay. Tôi không muốn nửa đời còn lại phải chăm sóc cho một người bệnh đâu. Cô, đủ rồi. Anh Đông Lai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Linh, em nói thật cho anh biết đi. Chẳng có gì để nói hết. Tạm biệt anh. Tiểu Linh, anh xin em đừng đi mà. Đông Lai, anh Đông Lai. Tiểu Linh, anh xin em đừng đi. Tiểu Linh, em đừng đi. Gọi bác sĩ mau đi. Tiểu Linh, anh xin em. Tiểu Linh, Tiểu Linh, anh xin em đừng đi. Đông Lai, thứ lỗi cho em. Đông Lai. Đây chính là cậu bé mà anh Đông Lai nhặt về hay sao? Cũng đáng yêu đấy. Không phải cháu được nhặt về đâu. Được. Vậy cháu tên gì vậy? Mẹ cháu dặn rồi, không được nói chuyện với người lạ. Cũng kêu phết nhỉ. Cậu chủ đâu? Vẫn đang trong phòng chờ hả? Cậu chủ. Cô Lâm à. Anh Đông Lai. Hai người. Trung Linh. Sao lại là cô? Bộ thần đưa Khải Lạng đi đâu rồi? Anh trả Khải Lạng lại cho tôi đi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu như vậy, sao tôi có thể giao đứa bé cho người lạ chứ? Tôi là mẹ của nó. Nó nhận ra tôi. Mai mang giấy khai sinh đến đón con. Không được. Hôm nay Khải Lạc buộc phải nhập viện. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Tôi xin anh đưa Khải Lạc đến đây trước được không? Vừa rồi đến áo cũng không chịu cởi, vậy mà còn nói làm gì cũng được. Được. Tôi cởi. Anh Đông Lai, cô ấy, im miệng. Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ à, Khải Lạc ngất xỉu rồi. Khải Lạc, Khải Lạc, Khải Lạc tỉnh lại đi. Khải Lạc, còn ngay ra đó làm gì? Đến bệnh viện ngay. Nhanh 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 nhanh, cho qua nhờ, cho qua nhờ. Bác sĩ, đây là con trai của tôi, cứu con trai tôi với. Nhanh lên. Khải Lạc, cô à. Bác sĩ, con trai của tôi mắc bệnh tiểu đường. Hôm nay nó chưa tiêm insulin. Hơn nữa, được rồi, chúng tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ kiểm tra, người nhà ở đây đợi đi. Khải Lạc, Khải Lạc. Cô Chung, cô không sao chứ? Không sao đâu. À, phải rồi. Ba cậu có cuộc họp cần chuẩn bị, xếp hàng. Tôi về xử lý trước đây. Tôi không biết con trai của cô đang bị bệnh. Tóm lại lần này là tôi sai. Cô còn mặt mũi quay về đây? Cô vẫn thấy mình hại con tôi chưa đủ hả? Nghe nói cô đã mang một đứa con quan về, đã lên chức mẹ rồi mà vẫn không biết xấu hổ. Bà Hàn, phiền bà xin lỗi con trai của tôi. Cô dựa vào đâu nói năng với bác gái như vậy? Các người dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Trước kia tôi tôn trọng bà vì bà là mẹ của Hàn Đông Lai, nhưng bây giờ tôi chẳng còn dính dáng gì đến nhà họ Hàng hết. Bà không có quyền chỉ trỏ với tôi, càng không có quyền sỉ nhục con trai tôi. Trung Linh,
Khải Lạc thế nào rồi? Sở Mạch, chẳng phải cậu đang quay phim hay sao? Em biết à, đó là nam diễn viên điện ảnh xuất sắc Sở Mạch, nổi tiếng lắm đó, ai mà chẳng biết. Nhưng mà sao anh ấy lại biết Chung Linh? Người phụ nữ này không đơn giản đâu. Người nhà Khải Lạc. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Đã qua cơn nguy kịch rồi, chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể vào thăm. Mọi người đi làm thủ tục nhập viện đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đi thôi, để tôi tìm bác sĩ tốt nhất cho Khải Lạc. Này, cậu ta là bố của con trai cô à? Không liên quan tới anh. Bé Khải Lạc, có. Ngoan ghê, chúng ta chuẩn bị tiêm insulin nha. Vâng, nào. Khải Lạc, chúng ta tiêm bụng được không? Được ạ. Mẹ, Khải Lạc không đau đâu. Nào bé Khải Lạc. Được rồi, 8 giờ tối đo lại đường huyết một lần nữa. Được, cảm ơn. Người đàn ông bé nhỏ khác chưa? Cảm ơn anh Sở Mạch. Lại gọi anh nữa, bướng thật luôn đó. Được rồi, đừng quậy nữa. Cậu cũng nên về rồi. Đừng mà, lâu lắm rồi cậu không được gặp anh Sở Mạch. Khải Lạc thật sự rất muốn anh Sở Mạch chơi cùng đó. Cậu cũng nghe lời đi. Chung Linh ngốc, mẹ ngốc. Chung Linh giao lại cho bé Khải Lạc. Chú đi cày rồi, tuân lệnh cam kết hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Chung Linh. Hai người lố quá rồi đó. Tôi tiễn cậu nha. Được, tạm biệt bé Khải Lạc nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Bác sĩ nói thế nào? Thì vì Khải Lạc mắc bệnh tiểu đường tuyếp 1 bẩm sinh, bây giờ thận xuất hiện biến chứng. Chị đừng lo, nguồn lực y tế ở Giang Thành tốt nhất cả nước, nhất định sẽ có giải pháp tốt hơn. À phải rồi, suýt thì quên việc chính. Sếp Triệu của truyền thông Thiên Vũ cố ý muốn mua lại bản quyền truyện tranh, chỉ muốn ở nhà cùng em chuyển thể thành phim, cho tôi đóng vai nam chính. Sao lại là cuốn này chứ? Sao vậy? À, không có gì đâu. Chờ Khải Lạc xuất viện tôi sẽ hẹn gặp họ trao đổi. Ừ, tôi đi nha. Nam nghệ sĩ trẻ nổi tiếng Sở Mạch. Nắm được bao nhiêu về xuất thân của cậu ta? Nghệ sĩ ký hợp đồng của giải trí Thiên Hoa 3 năm trước đột nhiên nổi tiếng, là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong giới âm nhạc và điện ảnh. Tuy nhiều tin đồn nhưng người hâm mộ chỉ tăng chứ không giảm. Tôi hỏi xuất thân, không rõ thân thế lai lịch, không có phốt. Điều tra tiếp đi. Và cả quan hệ giữa cậu ta và Chung Linh, sao cậu ấy lại quen với cô Chung nhỉ? Để tôi đi điều tra. Rất mong chờ cô Chung có thể tham gia chuyển thể, chỉ muốn ở nhà cùng em. Tôi rất sẵn lòng, rất mong được hợp tác cùng cô. Trong này, chủ tịch đang chờ cô trong đó. Vâng, cảm ơn anh.
Chào anh, tôi là... Sao lại là anh? Bởi vì truyền thông Thiên Vũ vừa bị tập đoàn Đông Thăng mua lại rồi. Lần này tôi về chỉ để đưa Khải Lạc đi khám bệnh thôi. Chẳng lẽ không phải vì sở mạch sao? Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa. Ở lại bên tôi. Chẳng lẽ không phải vì sở mạch sao? Không có việc gì tôi đi trước đây. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa. Ở lại bên tôi. Sếp Hàn, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Hàn hết. Tôi không còn nhớ những chuyện lúc trước nữa rồi. Sao vậy? Thấy tôi tàn tật, không so được với tên trai trẻ kiếm cơm và ngoại hình, hay là em trai có thể thỏa mãn cô hơn? Anh là đồ khốn. Anh thả tôi ra. Cho nên 6 năm trước cô rời xa tôi vì cậu ta đúng hay không? Cho nên bố của Khải Lạc là cậu ta đúng hay không? Không liên quan tới anh. Vậy thì để cô có quan hệ với tôi. Hàn Đông Lai, anh chỉ biết trò này thôi sao? Làm trò này trên xe lăn không thỏa mãn được cô sao? Buông tôi ra. Tôi hỏi cô rất quan tâm sở mạch sao? Phải. Vậy tôi nói cho cô biết, tôi có thể hủy hoại sở mạch, bao gồm cả con cô. Quả nhiên, phụ nữ từng sinh con thì cơ thể càng mềm mại, càng có sức hấp dẫn với đàn ông. Sở mạch có dịu dàng với cô như vậy không? Anh ấy hận mình đến như vậy. Đâu biết Khải Lạc. Không được. Không ai có thể cướp Khải Lạc khỏi mình. Tuyệt đối không được. Tin đồn về tôi còn ít hay sao? Một thời gian sau lại biến mất ấy mà. Lần này khác. Tốt nhất là cậu nói thật với tôi đi. Nếu không, đến khi thợ săn ảnh tìm hiểu rõ về cô bạn gái qua đường này thì chúng ta sẽ chết luôn đó. Xuống xe. Ê, làm gì thế? Tôi có việc. Được thôi, được thôi, cậu có việc. Cả ngày chỉ có cậu bận nhất thế giới thôi. Tôi đi nha, người bận rộn. Tôi nói cho cậu biết, sắp tới cậu an phận đi. Biết rồi. Alo, chị ở đâu vậy? Được, tôi đến tìm chị. Chuyện gì khiến cho cậu sốt sắng vậy? Khải Lạc vẫn đang ở bệnh viện. Tôi đã bố trí trợ lý giúp chăm sóc cho Khải Lạc rồi. Vì sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Cổng bệnh viện có rất nhiều thợ săn ảnh. Chúng ta bị chụp trộm. Tôi sợ chị không đối phó được. Tôi đưa chị về trước nha. Anh Đông Lai, em không có tay gõ cửa à? Trời đất ơi, xin lỗi mà. Em nghe được tin đồn về sở mạch cho nên kích động quá. Anh Đông Lai nè, anh xem chưa? Trung Linh và sở mạch bị chụp rồi. Cô Trung Linh này ghê gớm thật luôn đó. Lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn quyến rũ được siêu sao nổi tiếng đến vậy.
Không lẽ con trai của cô ấy là con của Sở Mạch? Con riêng của Siêu Sao đang đổi, còn với chị gái lớn hơn mình 5 tuổi. Nếu tin đồn này bị lộ ra ngoài thì chẳng phải tương lai của Sở Mạch sẽ bị hủy hoại hay sao? Thần tượng dính phốt, còn có nhiều hợp đồng đại diện như vậy, công ty bọn họ tha hồ đền. Mà có điều, dự án mới mà tập đoàn Đông Thăng chúng ta đầu tư, vừa ký hợp đồng nam chính với anh ta. Anh Đông Lai nè, anh nói xem, chúng ta có cần kiểm soát dư luận giúp cho anh ta và Trung Linh không? Nếu như họ đã dám làm thì không nên sợ bị lộ. Tôi không có được thì đừng ai hòng có được. Chị ở chỗ này sao? Sao vậy? Làm ngôi sao lớn rồi nên xem thường nhà sang của người bình thường bọn tôi hả? Trời đất ơi, không phải. Chỉ là tôi cảm thấy rõ ràng chị đã tìm được chỗ có điều kiện tốt hơn, nhưng chị lại... Bọn tôi đến khám bệnh chứ đâu phải du lịch đâu. Hơn nữa, lúc trước chúng ta chen chúc ở nhà bà nội cũng khá vui mà. Cũng đúng. Chị Trung Linh, tôi nhớ bà nội tôi. Đã lâu lắm rồi cậu không gọi tôi là chị. Xin lỗi, dây chuyền. Đứng lại, dây chuyền của mình đâu rồi? Dây chuyền của mình đâu? Dừng tay. Gì à? Bớt lo chuyện bao đồng được không? Tôi vừa báo cảnh sát rồi. Hơn nữa cô đã quay clip lại. Các cậu có chuyện gì thì cứ nói với cảnh sát đi. Coi như mày gặp may đó. Cậu không sao chứ? Cảm ơn. Dây chuyền của mình. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Đây là đâu vậy? Bệnh viện đó, không nhận ra hay sao? Cậu... dây chuyền của tôi đâu? Dây chuyền đâu rồi? Thai phụ, hãy chú ý cảm xúc. Cô kích động quá không tốt cho thai nhi. Thai phụ, ai nói? Không phải chứ, bác sĩ đã kiểm tra ra rồi. Không nhận ra hay sao? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Nè cô. Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa. Chị mau lên đi. Giai đoạn đặc biệt tôi không tiện đi cùng. Được. Cậu đi đường cẩn thận nha. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Chị ai chị? Á chà, tôi bảo là cô mà, cô nhìn đi. Không phải tôi đâu. Ơ kìa, phải mà. Sao cô lại không thừa nhận? Cô nói xem, cô đã ở bên ngôi sao lớn rồi, sao vẫn còn ở chỗ chúng tôi chứ? À, hay là cô bị đá rồi? Cô nói xem, người ta nhiều tiền như vậy, sao cô không đòi ít chi phí chia tay đi? Tôi đã nói xong đâu mà. Nè, tôi khinh. Còn kêu căng đến như vậy, chỉ là gái hư bị người ta chơi đùa thôi mà. Chỉ muốn ở nhà cùng em. Là dự án phim truyền hình mà tập đoàn Đông Thăng đầu tư hơn 10 triệu tệ. Cậu là nam chính, bị bóc phốt có con riêng. Cậu biết danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào không? Đứa trẻ này vốn đâu phải của Sở Mạch. Nếu như đổi hướng dư luận thành Trung Linh chưa kết hôn đã có con, Sở Mạch thương cô ấy nên mới thông cảm giúp đỡ, tôi nghĩ người hâm mộ sẽ đứng về phía Sở Mạch. Không được. Không được làm tổn thương Trung Linh và Khả Lạc. Cậu im miệng cho tôi. Khả Lạc vốn không phải con riêng. Mọi người đã quan tâm mối quan hệ giữa tôi và Trung Linh thì chi bằng trực tiếp công khai. Gì? Đi thôi, tôi đi làm gì? Sở Mạch. Sở Mạch à,
Chị là tác giả mà, theo lý nên có mặt ở buổi họp báo. Nhưng mà đám phóng viên giải trí đó chắc chắn sẽ bám riết lấy tin đồn của chúng ta. Tôi không muốn để Khải Lạc thấy tôi trên TV. Chính vì những tin đồn đó nên chị càng phải xuất hiện cùng với chúng tôi. Nếu không thì họ lại tưởng chúng ta sợ. Nhưng Sở Mạch nói đúng đó. Tôi chuẩn bị xong quần áo cho cô Chung rồi. Mau đi thay đi. Đừng có sợ, đi đi, tự tin lên. Có tôi và Sở Mạch mà. Cố lên nha chưa. Tôi phải nhắc nhở cậu, đừng làm bừa. Công ty dốc lòng nâng đỡ cậu bao nhiêu năm nay, không phải là để cậu 23 tuổi đã lập gia đình sinh con. Biết rồi, tóm lại hot search ngày mai không phiền công ty vất vả đâu. Trung Linh, xong chưa? Đi. Tập đoàn Đông Thăng, công ty truyền thông Thiên Vũ, họp báo ký kết chỉ muốn ở nhà cùng em. Cảm ơn mọi người đã tham gia họp báo ký kết chỉ muốn ở nhà cùng em. Đây là bộ phim đầu tiên Hạng Thị đầu tư vào công ty truyền thông Thiên Vũ. Chúng tôi sẽ dốc hết sức mình để sản xuất, đồng thời mời diễn viên điện ảnh xuất sắc Sở Mạch, có cả độ nổi tiếng và thực lực đảm nhận vai chính. Tác giả nguyên tác là cô Trung Linh, làm biên kịch. Xin hỏi cô Trung Linh được ký hợp đồng nhờ bạn trai Sở Mạch hay sao? Xin lỗi, tôi và Sở Mạch không hề có quan hệ yêu đương. Cô giải thích thế nào về việc bị chụp ảnh thân thiết như vậy? Thần tượng ưu tú chưa kết hôn đã có con hay bỏ chồng bỏ con? Nếu vụ phốt lớn như vậy được chứng thực, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé, tập đoàn Đông Thăng Hạng Thị có truy cứu hay không? Phải đó, tập đoàn Đông Thăng không quan tâm đến ảnh hưởng của tin đồn sao? Mọi người đừng cắt câu lấy chữ, chấp giá sự thật, tự tin bịa đặt trên mạng. Mối quan hệ giữa con trai cô Chung và Sở Mạch thân thiết như vậy, cô giải thích thế nào về chuyện của bố đứa bé đây? Tập đoàn Đông Thăng có quỹ hợp đồng hoặc rút vốn vì chuyện này không? Với cả, nếu mọi người đã quan tâm tin đồn giữa tôi và cô Chung, thì hôm nay tôi sẽ nhân cơ hội này tuyên bố với mọi người. Sẽ không. Sếp Hàng, đây là con trai chủ tịch tập đoàn Đông Thăng, Hàng Đông Lai. Tôi nhắc lại một lần nữa, không những tập đoàn Đông Thăng chúng tôi không rút vốn, mà còn tăng thêm vốn dốc sức sản xuất. Dự án chỉ muốn ở nhà cùng em, cũng mong chờ cách diễn giải của diễn viên điện ảnh xuất sắc Sở Mạch. Còn việc đính chính tin đồn thì sao? Tập đoàn Đông Thăng rất coi trọng dự án này, cho nên chúng tôi đã cất công mời cô Trung Linh, tác giả nguyên tác, tham gia vào dự án này, hướng dẫn cho các nhân viên sáng tạo hiểu rõ hơn về nhân vật trong truyện tranh. Cho nên việc tiếp xúc giữa cô Trung và anh Sở hoàn toàn là yêu cầu công việc thôi. Vậy vụ bê bối này, làm gì có vụ bê bối nào chứ? Ai dám tiếp tục bịa đặt gây chuyện, làm ảnh hưởng đến hình tượng của nhân viên sáng tạo, gây thiệt hại cho lợi ích của dự án, thì tập đoàn Đông Thăng chúng tôi chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của người đó. Đông Lai, Sếp Hàng, không phải anh nói sẽ từ bỏ bản quyền của bộ truyện tranh này hay sao? Tin đồn của nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nổi tiếng và người mẹ tác giả truyện tranh thống trị bản hot search cả một tuần, sức nóng lớn như vậy, tiết kiệm được cả tiền quảng bá. Việc này rất có lợi cho tập đoàn Đông Thăng, sao có thể lãng phí vô ích? Tóm lại vẫn phải cảm ơn anh. Tôi và Trung Linh đều phải cảm ơn anh vì chuyện này. Tôi nghĩ Sếp Hàng đã lên tiếng thì mấy tin tức giải trí đó sẽ không tiếp tục lan truyền. Làm rõ vị trí của mình đi, tôi không hề giúp hai người đâu. Nếu độ hot đã đủ thì trò hề tình yêu này kết thúc ở đây. Đợi đã, cô đẩy đi. Tôi hả? Cô Chung có ý kiến sao? Xin hãy tránh đường. Sếp Hàng đi thông thả. Chung, còn Chung gì nữa? Nếu lần này Sếp Hàng không ra mặt thì cậu toi đời rồi đó. Ai xin anh ta giúp đỡ? Sắp tới cậu và Chung Linh mau tránh hiềm nghi đi, không được gặp riêng nữa. Tôi... Khải Lạc nói cho chị biết em quen Sở Mạch lúc nào. Chị sẽ cho Khải Lạc kẹo ngon, được không? Cô rõ ràng là cô. Cô thì cô. Không được, cháu không quen cô mà. Sao lại không quen?
Chẳng phải chúng ta từng gặp nhau ở công ty của chú Hàng hay sao? Không phải là chú, là bố đẹp trai. Trẻ ranh không biết điều. Chị nói cho em biết, chú Hàng là vị hôn phu của chị, không phải là bố em. Cô xấu xa. Khả Lạc, sao mẹ mua gì cho con nè? Khả Lạc, mẹ, con không thích cô xấu xa này đâu. Khả Lạc ngoan, có mẹ ở đây rồi, không sợ. Anh Khả Lạc, anh xuống lầu chơi với em được không? Khả Lạc, xuống chơi đồ chơi với em đi. Lát nữa mẹ đến tìm con nha. Vâng ạ, cẩn thận. Điều kiện tốt đấy. Phòng bệnh VIP, Đông Lai bố trí, hay là gã sở mạch kia, không liên quan tới cô. Chúng ta cũng là bạn cũ. Theo lý mà nói, thằng bé bị bệnh, tôi cũng nên đến thăm. Thằng bé đáng yêu như vậy mà chết yểu thì đáng tiếc thật. Lần này tôi về chỉ để khám bệnh cho con trai tôi. Vậy lời hứa 6 năm trước của cô nói mãi mãi không gặp lại Đông Lai. 6 năm trước cô cũng hứa với tôi sẽ chữa khỏi cho Đông Lai. Vì sao bây giờ anh ấy vẫn ngồi xe lăn? Gặp lại anh ấy chỉ là ngoài ý muốn. Tôi không hề muốn có quan hệ gì với cô và nhà họ Hàng nữa. Tốt nhất là như vậy đi. Nếu không thì đứa con trai đáng yêu như vậy sẽ gặp nguy hiểm đó. Trung Linh, tôi cảnh cáo cô làm gì tôi cũng được. Nhưng nếu cô dám đụng vào con trai tôi dù chỉ một chút thì tôi liều mạng với cô. Trung Linh, cô dám? 6 năm trước tôi cũng muốn hỏi cô. Cô hẹn tôi vào trong núi, nhưng vì sao chỉ có một mình tôi? Tại sao lại trùng hợp bị nhốt trong căn nhà Đông Lai vì vậy mà bị thương? Cô lớn lên cùng Đông Lai, tại sao lại nhẫn tâm nhìn thấy anh ấy là kẻ tàn tật? Không phải tôi chỉ muốn khiến cho cô chết. Tôi không muốn hại anh Đông Lai, tôi chỉ muốn khiến cho cô chết. Đông Lai, quả nhiên là cô. Là tôi thì sao? Có ai tin cô hay không? 6 năm qua là tôi ở bên anh ấy, là tôi đó. Anh Đông Lai là của tôi, đồ của tôi, dù có vỡ nát cũng là của tôi. Đừng hòng giành với tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không vạch trần cô đâu. Lần này tôi quay lại đây chỉ để trải qua cuộc sống của người bình thường với con trai. Chỉ cần sau này cô không làm phiền tôi sẽ không vạch trần cô. Cô đi đi. Nhắc nhở cô một câu nha, việc từng làm chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Sự thật sáng tỏ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đường Viên, chào cô Chung ạ. Ngoan quá. Khả Lạc đâu? Khả Lạc đang chơi với viện binh ở dưới lầu ạ. Cô nhìn kìa, viện binh. Là anh đấy, bố đẹp trai. Ôi không phải, bây giờ vẫn là chú Hàng. Chú Hàng, cháu kể cho chú nghe một bí mật nha. Bí mật gì? Ngày mai cháu được xuất viện, chú có thể đến đón cháu được không? Khả Lạc, mẹ lại chạy lung tung nữa. Con đi gọi viện binh đến cho mẹ. Con gọi viện binh đến như thế nào vậy? Gọi điện thoại. Hạ Tịch nói gì với cô? Không có gì đâu, cô ấy đến tìm bố của cô ấy, tình cờ gặp nhau. Tay của cô bị làm sao vậy? Không sao đâu, không còn sớm nữa. Mời xếp hàng về cho. Tôi và Khả Lạc không làm phiền anh nữa. Mẹ, mẹ muốn ngồi ô tô con không? Ô tô con hả? Ô tô con của chú Hàng đó. Vui lắm à, xin lỗi. Chú Hàng, lái xe. Khả Lạc đừng nghịch, tuân lệnh. Để tôi xuống. Khả Lạc, xông lên. Con đuổi kịp hai người rồi. Thấy con nhanh không? Anh cười rồi. 6 năm rồi. Xin lỗi Đông Lai. Không làm được gì nên hồn. Đồ bỏ đi, đồ bỏ. 6 năm trước cô không giữ chân được anh ta, bây giờ lại làm hỏng việc vì người đàn ông này. Nếu không phải gương mặt và dốc dáng của cô khiến tôi mê mẩn, thì với chút tiền của cô dựa vào đâu mà sai khiến tôi nhiều năm như vậy? Thả tôi ra. Chẳng phải chỉ là đàn ông thôi hay sao? Thứ mà gã đàn ông tàn tật đó không cho cô được, tôi có thể cho cô.
Thế nào, cô chủ Lâm? Đừng nhúc nhích. Nói, cô nói xem cô muốn đúng không? Muốn đúng không? Bị tôi nói trúng rồi phải không? Xin tôi đi. Cô chủ Lâm, cậu xin tôi. Sao tôi dám không nghe? Xin tôi, xin tôi, xin tôi, xin tôi đi. Xin đi, xin đi. Xin anh thả tôi ra. Nhạt nhẽo. Tôi biết địa chỉ của cô gái đó. Làm theo cô dặn dò vậy. Cô chủ, Cái Lạc mau lên nhé. Lát nữa là trời tối rồi. Mẹ, chúng ta đợi một lát được không mẹ? Sao vậy con? Suốt chuyện mà không vui hả? Con muốn đợi chú Hàn. Khả Lạc nè, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, chú Hàn không phải bố. Chúng ta không thể làm phiền người ta mãi được, biết chưa? Mẹ đừng giận mà. Khả Lạc biết rồi. Xuất diện thôi. Nào, chắc chắn Khả Lạc sẽ thích nhà mới mà mẹ trang trí cho Khả Lạc. Có đồ chơi xe hơi lớn không ạ? À? Tất nhiên là có rồi, bẩn chết đi được. Chị chủ nhà, sao chị lại... Ôi chao, đừng vào đây, đừng vào đây. Ôi trời, thằng bé này. Chị làm gì vậy? Tôi nói cho cô biết, tôi không cho cô thuê căn nhà này nữa. Mau đi đi. Sao như vậy được? Chúng ta đã đăng ký hợp đồng thuê nhà rồi mà. Tôi là chủ nhà, tôi có quyền được không? Tránh ra. Trông thì đàng hoàng mà nhân phẩm thấp kém, không đứng đắn chút nào. Tự hại mình. Đứa con quan cho khô sinh chắc cũng dơ bẩn như vậy. Anh nói gì vậy? Khả Lạc không bẩn. Khả Lạc rất ưa sạch sẽ mà. Khả Lạc ngoan, chúng ta không nghe lời người xấu nói thế. Anh nói nhiều như vậy với họ làm gì? Mau đốt hết mấy thứ dơ bẩn này cho em đi. Được, được, được. Anh đừng qua đây. Muốn đốt chứ gì? Được. Cùng lắm thì chúng ta chết chung. Dù gì đây cũng là nhà của anh mà. Con điếm chết tiệt. Không sao chứ? Chú Hàn, có người bắt nạt Khả Lạc và mẹ đó. Đừng sợ, có chú Hàn ở đây. Khả Lạc, có bị thương không? Để mẹ xem nào. Lại thêm thằng què đến đổ vỏ. Muốn ra ngoài hay sao? Cái lưỡi rác rưởi của anh không có cũng được. Mộ thần, mấy người muốn làm gì? Mau thả tay ra, sẽ mất mạng đấy. Mọi người mau đến xem, cứu mạng với. Mấy người ồn ào cái gì? Cứu mạng. Ôi trời ơi, không dám, không dám. Chúng tôi đã ký hợp đồng thuê nhà, có quyền sử dụng nhà. Hôm nay hai người tự ý xông vào nhà, còn phá hoại tài sản của người khác. Để giấy triệu tập của tòa án đi. Hơn nữa, chúng tôi cũng không muốn ở nơi dơ bẩn này. Khả Lạc, mẹ đưa con đi nha. Anh không sao chứ? Không sao chứ? Đi. Bỏ đi, bỏ đi. Dù gì cũng đã đuổi họ, chúng ta cũng lấy tiền rồi. Cô lắm mồm thật, vào nhà. Điều tra. Rõ. Khả Lạc, đi lấy xe với chú nhé. Vâng ạ, đi đi. Cô Chung, làm phiền cô chăm sóc cậu chủ một lát. Sao vậy? Không có gì muốn nói với tôi sao? Sao anh biết nhà bọn tôi ở đâu? Tôi quên mất, cậu chủ Hàn của chúng ta luôn có cách mà. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà cuộc sống của cô vẫn chật vật như vậy. Anh, sao tay cô lại lạnh như vậy? Khả Lạc đâu rồi?
Tôi đi tìm Khả Lạc đi. Hôm nay là phải cảm ơn anh. Không cần đâu. Tôi không vì cô, tôi vì Khả Lạc thôi. Dù gì bố của Khả Lạc là Sở Mạch cũng không tiện ra mặt. Đứa trẻ này khá đáng thương. Sở Mạch không phải bố của Khả Lạc mà. Vậy là ai? Không liên quan tới anh. Không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Vậy cô nói xem có gì liên quan tới tôi? Hay là chỉ hỏi chuyện thôi, tôi cũng không đủ tư cách. Giống như khi cô rời xa tôi 6 năm trước. 6 năm rồi, chúng ta đều nhìn về phía trước. Tôi đang hỏi cô bố ruột của thằng bé là ai? Trung Linh. Sau 6 năm trước tôi lại không nhận ra. Cô giỏi thật, có thể chơi đùa đàn ông trong lòng bàn tay. Sinh bừa một đứa con, bố nói là ai cũng không quan trọng. Anh cứ phải nói những lời tổn thương người khác để chăm chọc tôi. Tôi nói sai sao? Con không phải cô sinh hả? Không liên quan tới anh. Không liên quan tới tôi. Cô tưởng có thể chạy trốn thực tế chỉ với một câu nói hay sao? Vậy tại sao cô lại dẫn con trai lang thang đầu đường? Đủ rồi, đừng chỉ trích cuộc sống của tôi bằng cái thái độ cao ngạo đó của anh. Hàng Đông Lai, 6 năm nay cho dù có khó khăn thế nào, tôi và Khải Lạc cũng cùng nhau vượt qua. Tại sao hễ gặp anh là cuộc sống của tôi lại trở nên hỏng bét như vậy? Hàng Đông Lai, anh đúng là giận hạn của tôi. Mẹ ơi, chú Hàng, mau lên xe đi, bên trong xe ấm lắm. Khải Lạc ngoan, chúng ta không ngồi xe người khác. Đi nào con, mẹ đưa con về nhà. Không đâu, bên ngoài lạnh lắm. Mẹ nhanh vào đi mẹ. Mẹ nhanh vào xe đi mà. Mau lên xe đi. Mau lên xe đi mẹ. Tay của bố đẹp trai ấm quá. Tiếp theo cô có dự định gì? Đêm nay tìm một khách sạn để ổn định trước. Triển lãm quốc tế đang diễn ra, muộn thế này rồi không dễ tìm phòng trống đâu. Sẽ có khách sạn nhỏ còn phòng thôi. Khả Lạc vừa xuất viện, liệu có chịu được hành xác thế này không? Tạm ở chỗ của tôi đi. Chỗ của anh? Không được, là một căn hộ để không của nhà tôi. Vì Khả Lạc trước tiên cứ làm thế đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều như vậy. Cô có trả hết được không? Vẫn ngang ngược như thế. Đây là đâu ạ? Chỗ này á, đây là nhà của, đây là nhà mới của chú Hàng chuẩn bị cho Khả Lạc. Quá thật sao? Tối hôm nay cháu phải ngủ chung với chú Hàng và mẹ. Không được, không được. Chúng ta nhất trí rồi nha. Chú Hàng chỉ có thể ngủ với Khả Lạc một đêm thôi. Vâng. Tôi tự làm được. Vâng. Cậu đi đi. Đi đi. Vâng. Cô Chung, thật ngại quá. Đều tại Khả Lạc quá ương bướng, cứ bắt giám đốc Hàng ở lại. Chuyện này không sao đâu, cậu phải nhờ cô Chung chăm sóc cho cậu chủ. À đúng rồi, ở đây có hai lọ thuốc. Lọ này mỗi ngày uống một viên, uống trước khi đi ngủ. Lọ này sáng tối mỗi buổi một viên. Được rồi, tôi nhớ rồi. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây. Mọi người nghỉ ngơi đi ha. Được. Khả Lạc, xong chưa? Đến giờ đi ngủ rồi. Đi ngủ thôi. Đi ngủ với chú Hàng thôi. Khả Lạc, con từ từ thôi. Cẩn thận chân của chú đó. Cháu xin lỗi, chú Hàng còn đau không?
Không đau nữa rồi. Thuốc của anh đây. Cảm ơn cô. Tôi đi tắt đèn đây. Khả Lạc, không chơi đồ chơi nữa, chúng ta đi ngủ nha con. Vâng ạ. Khả Lạc ngoan, ngủ đi nào. Cái gì cứng vậy? Làm thế nào đây, làm thế nào đây? Không phải chứ. Thì ra là Khả Lạc. Sao lại quên mất luôn Khả Lạc ở giữa? Ngại quá đi. Chẳng trách người ta hay nói độc thân quá lâu thì sẽ. Thôi vậy không được, vẫn phải ra ngoài ngủ thôi. Không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa, ra ngoài thôi. Đến giờ dậy rồi, dậy đi. Mẹ dậy đi. Dậy đi mẹ. Mẹ ơi. Khả Lạc. Sao vậy Khả Lạc? Con muốn đi tiểu. Để mẹ đưa con đi vệ sinh. Đi. Nhưng mà chú Hàng đang ở trong đó. Không sao, mình gõ cửa. Đi. Vâng. Giám đốc Hàng. Anh Hàng. Đông Lai, anh đang ở bên trong hả? Đông Lai. Đông Lai. Đông Lai. Đông Lai à? Sao lại nóng như vậy? Khả Lạc. Mẹ, chú Hàng làm sao vậy? Khả Lạc đừng sợ, chú Hàng phát sốt rồi. Khả Lạc nghe lời mẹ, lấy cho mẹ cái chăn được không? Vâng. Đông Lai. Đông Lai à? Chăn đây mẹ. Khả Lạc, con lấy điện thoại của mẹ gọi cho chú Mộ Thần. Bảo chú Mộ Thần nhanh đến đây. Vâng. Đông Lai. Đông Lai, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện đâu. Đông Lai, xin lỗi anh. Xin lỗi anh Đông Lai. Xin lỗi. Em xin lỗi anh. Lạnh quá. Đừng đi. Đừng đi. Em không đi. Em không có đi. Em không đi đâu hết Đông Lai. Xin lỗi anh Đông Lai. Em xin lỗi. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Xin lỗi anh. Đã hạ sốt rồi. Có lẽ vì tối qua ở bên ngoài bị nhiễm lạnh. Sau tai nạn 6 năm trước, sức đề kháng của cậu chủ vẫn luôn không tốt. Để tôi chăm sóc cho anh ấy. Tôi vừa nấu một ít cháo. Làm phiền anh Bộ Thần đưa Khả Lạc đi ăn sáng giùm nha. Vậy thì vất vả cho cô Chung. Khả Lạc. Đi thôi. Bố đẹp trai, nếu chú còn không tỉnh lại thì cháu sẽ ăn sạch cơm của chú luôn đó. Đi thôi. Có lẽ em mới là vận xui của anh đó. Đừng đi. Cái gì? Anh nói cái gì? Đừng đi. Mẹ ơi, chú Hàng tỉnh rồi hay sao? Bộ Thần, tôi bị sao vậy? Cậu chủ, anh phát sốt ngất xỉu trong nhà tắm. Cô Chung đã chăm sóc cho anh suốt đó. Ai bắt cô ấy phải chăm sóc? Nếu anh Hàng đã tỉnh rồi thì chúng tôi cũng không làm phiền anh nữa. Đi nào Khả Lạc. Mẹ đưa con đi thu xếp đồ đạc nha. Cô ta cư xử với ân nhân bằng thái độ này hả? Thái độ của cậu chủ cũng chẳng ra làm sao.
Khải Lạc, đem dầu em bé của con lại đây. Khải Lạc bị làm sao vậy ta? Khải Lạc muốn sống ở ngôi nhà này, nhưng đây không phải nhà của chúng ta, đây là nhà của chú Hàng mà. Chú Hàng thích Khải Lạc như vậy, chú Hàng sẽ không đuổi Khải Lạc đi đâu mà. Mẹ ơi, chúng ta ở lại đây đi được không mẹ? Khải Lạc muốn ở lại hay sao? Khải Lạc muốn ở lại đây để chăm sóc cho chú Hàng đó. Chú Hàng đừng đuổi Khải Lạc và mẹ đi được không? Được, đây chính là nhà của Khải Lạc. Tốt quá đi, lái xe. Khải Lạc, Khải Lạc từ từ đã. Cô Chung hay là cô ở lại đây đi. Dạo này sức khỏe của cậu chủ yếu như vậy, nếu tôi đưa anh ấy về thì chắc chắn phu nhân sẽ mắng tôi. Nhưng tôi còn phải tìm nhà trẻ cho Khải Lạc nữa. Đã sắp xếp xong rồi, hai ngày nữa là có thể làm thủ tục nhập học ở nhà trẻ gần đây. Thế này không hay lắm đâu. Chú Hàng, mẹ sẽ không đi nữa đâu, phải không ạ? À? Khải Lạc không đi thì mẹ sẽ không đi đâu. Vì vậy Khải Lạc nhất định phải kiên trì. Dân, ngoát tay. Chú Hàng, chú bị ốm. Mẹ đã khóc đó. Là bởi vì chú cũng sẽ chết sao? Sao thế được? Chú sẽ khỏi ốm nhanh thôi. Tốt quá rồi. Nhưng Khải Lạc thì sẽ chết đó. Cháu nói linh tinh gì vậy? Thật đó. Cháu cứ đi bệnh viện suốt thôi, người ta đều nói thế. Nghe nói con người sau khi chết đi thì có thể biến thành ngôi sao trên trời. Không biết sao, có được ăn kẹo bông không nhỉ? Khải Lạc thật sự rất thích ăn kẹo. Nhưng bác sĩ không cho cháu ăn. Mỗi lần cháu lén ăn đều khiến cho mẹ khóc. Khải Lạc không muốn làm mẹ khóc đâu. Ngoan, chú sẽ không để Khải Lạc chết đâu. Khải Lạc không sợ chết. Khải Lạc chỉ sợ chết rồi thì chỉ còn một mình mẹ trên đời thôi. Cháu nói chú nghe, mẹ ngốc của cháu lúc nào cũng quên chìa khóa, quên điện thoại. Thật sự khiến người khác phải lo lắng. Thì ra đều là Khải Lạc luôn chăm sóc cho Trung Linh ngốc nghếch. Đương nhiên rồi, cháu là nam tử hán mà. Đương nhiên phải bảo vệ người phụ nữ của cháu rồi. Ai bảo cháu không có bố đâu. Nếu cháu mà có bố thì mẹ cháu sẽ có thêm con. Khi Khải Lạc không còn nữa thì mẹ cũng sẽ không đau lòng nữa. Vậy nên cháu luôn muốn tìm bố. Đúng vậy, cháu thường thấy gương mặt của chú trong tập tranh của mẹ đó. Chắc chắn chú chính là bố. Vì vậy chú có thể đồng ý chăm sóc mẹ ngốc giúp Khải Lạc được không? Được không? Được không chú? Ông cụ non này. Hai ngày nay Đông Lai không về nhà, nó đang bận gì vậy? Thưa bà chủ, cậu chủ vẫn tốt. Bác gái đang hỏi anh, bây giờ Đông Lai đang ở đâu? Ở với ai? Cháu tới công ty mấy lần được không gặp anh ấy? Mau nói đi. Hai ngày nữa Đông Lai phải làm phẫu thuật. Nếu có sơ suất gì, thì cậu có gánh vác được trách nhiệm này không? Cậu chủ đang được cô Chung chăm sóc. Cái gì? Sao anh ấy lỡ cùng với quá phụ đó? Tôi nghĩ cậu chủ cũng không muốn nghe thấy có người nói cô Chung như vậy đâu. Bác gái, cháu không có ý đó đâu. Anh đừng có đứng đây chơi trò chia rẽ. Thưa bà, đây đều là bởi vì chủ nhà của cô Chung bị người ta xúi giục đuổi mẹ con cô ấy ra khỏi nhà. Cô Chung mới ký với Thiên Vũ không lâu, cậu chủ cũng đâu thể nhìn nhân viên của mình lang thang ngoài đường mà mặc kệ, bị xúi giục. Đúng, tôi đang điều tra. Được rồi, chỉ cần chăm sóc tốt cho cậu chủ là được. Hai người đều ra ngoài hết đi. Dân. Vậy bác nghỉ ngơi đi ạ. Đứng lại. Quản tốt cái miệng chó của anh. Nhìn cho kỹ, ai mới là nữ chủ nhân tương lai của anh? Xin cô nhường đường. Trung Linh, cô quá đáng quá đó. Là cô quá đáng đó. Năm đó cô luôn miệng nói sẽ rời đi. 6 năm sau cũng là cô nói không muốn dây dưa vào nhà họ Hàng. Bây giờ thì sao? Cô lại ngủ chung một phòng với anh ấy. Cô thì có lập trường gì để nói tôi? Ít nhất thì tôi đã ở bên anh ấy suốt 6 năm nay. Đúng. Nhưng cô thật sự đã chăm sóc tốt cho anh ấy chưa? Cô suốt ngày chỉ biết mạnh miệng. Tình hình sức khỏe của Đông Lai cô thật sự hiểu rõ sao?
Quả nhiên cô quay về lại để giành Đông Lai với tôi. Cô nói thế thì coi như thế đi. Trung Linh, tôi nói cho cô biết, cho dù tôi không xen vô thì bác gái cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Tốt nhất cô hãy mau chóng để anh Đông Lai về nhà đi. Đó là tự do của anh ấy, không liên quan tới tôi. Cô... Hạ Tịch đã đến hay sao? Ừ. Cô ấy nói gì với cô? Cô ta nói có vẻ xếp hàng nên về nhà đi. Cô không cần để ý những gì cô ta nói. Tôi nghĩ cô ta nói đúng đó. Anh... Ý cô là gì? Chúng ta sống cùng một nhà, khó tránh khỏi bị người khác chỉ trích. Đối với cả hai đều không tốt. Xếp hàng đã khỏe lại rồi. Tôi cũng rất cảm ơn sếp Hàng đã giúp đỡ. Nếu như có thể thì hy vọng anh có thể cho tôi thuê căn nhà này. Tôi biết rồi, tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi giúp anh thu xếp đồ đạc. Không cần đâu. Vậy để tôi gọi bộ thần đến đón anh. Không cần, cậu ấy sắp đến rồi. Được. Cô không còn gì muốn nói với tôi sao? Được, tạm biệt cô. Anh nhớ giữ sức khỏe. Nếu sống cùng anh, cuộc sống của tôi và Khả Lạc sẽ không còn cách nào yên ổn được đâu. Rốt cuộc câu nào của em mới là thật đây? Nhanh chóng thu xếp lần phẫu thuật cuối cùng. Vâng. Anh Đông Lai sắp về rồi đúng không ạ? Sắp rồi. Vậy thì tốt quá. Buổi chiều cháu đến đi dạo với bác. Vẫn là Hạ Tịch ngoan. Nghe nói bà Hàng đã đề nghị kết thông gia với nhà họ Lâm. Theo như tôi biết thì cậu Hàng vẫn đang ở nước ngoài. Xin hỏi cậu ấy có biết chuyện này không? Tôi và Đông Lai vẫn luôn không muốn phô trương. Bác gái và bố mẹ tôi cũng là bạn tham giao. Vì vậy hai vợ chúng tôi luôn rất thân thiết. Vậy chuyện đính hôn là thật hay sao? Không thì sao? Vài ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của tôi. Đông Lai cũng sẽ trở về thôi. Lúc đó tự sẽ có tin tốt tuyên bố với mọi người. Được biết cậu chủ Hàng 6 năm trước đã từng đính hôn. Xin hỏi vị hôn thê lúc đó của cậu Hàng là cô Lâm sao? Thật ngại quá, chúng tôi còn có việc, xin nhường đường một chút. Thật xin lỗi. Alo, tin tức tôi gửi qua anh đã nhận được chưa? Không có mắt hay sao? Anh làm gì vậy? Dừng tay, cứu mạng. Có ai không? Quản cho tốt cái mồm của mày. Được biết tổng giám đốc tập đoàn Đông Thăng Hàng Đông Lai và con gái viện trưởng bệnh viện Nhân Ái Lâm Hạ Tịch đã tiết lộ tin tức kết hôn. Được biết tổng giám đốc tập đoàn Đông Thăng Hàng Đông Lai và con gái viện trưởng bệnh viện Nhân Ái Lâm Hạ Tịch tiết lộ tin tức kết hôn. Theo nguồn tin, hai người họ là Thanh Mai Trúc Mã. Tổng giám đốc, chú Hàng bao giờ thì chú về chứ? Khả Lạc nhớ chú rồi đó. Sắp rồi, Khả Lạc phải ngoan nhé. Chú đồng ý sẽ làm bố của Khả Lạc rồi đó. Không được phép nuốt lời đâu. Vậy thì cháu phải nghe lời đó. Vâng à. Khả Lạc mau ra đây. Khả Lạc cũng ngoan, chú Hàng cũng ngoan nha. Mẹ gọi cháu rồi, tạm biệt. Khả Lạc, ra xe mai đến đi. Anh Sở Mạch. Khả Lạc, ngồi đi. Anh Sở Mạch lâu lắm rồi không đến thăm Khả Lạc với mẹ. Nhớ chú lắm rồi phải không? Đương nhiên rồi. Đây là quà tặng cháu nè. Có thích hay không? Thích ạ. Đi chơi đi. Từ từ thôi. Bên ngoài nhiều thợ săn ảnh lắm đúng không? Yên tâm đi. Hơn nữa dự án chỉ muốn ở nhà cùng em sắp khởi quay rồi. Chúng ta vốn không phải tiếp xúc gần gì công việc sao? Được rồi, cắt. Tốt lắm. Tâm lý của nhân vật cũng được diễn đạt rất tốt. Cô Chung, cô thấy thế nào? Đứng trên góc nhìn của tác giả, đạo diễn gọi tôi là Chung Linh được rồi.
Thực ra khi được nhìn trực tiếp diễn xuất của nam nữ diễn viên xuất sắc ở trường quay, tôi thấy họ rất giỏi. Cảm ơn. Đạo diễn, tôi có một thắc mắc muốn hỏi tác giả tác phẩm gốc. Cảnh 10 năm, nam nữ chính giữa chung, sau đó bọn họ chạm vào gương mặt nhau. Tôi muốn hỏi một chút, đây là lần đầu tiên nữ chính yêu đương sau khi bị mù, thế nên cảm xúc của cô ấy sẽ toàn là sự vui vẻ hạnh phúc hay là không hoàn toàn tin tưởng? Thực ra dựa theo thiết lập của truyện tranh thì nữ chính sẽ cảm thấy hạnh phúc. Dù sao thì nam chính cũng là người đầu tiên cô ấy sẵn lòng tin sau khi không nhìn thấy được, nhưng nội tâm của nam chính lại có phần mâu thuẫn. Mỗi ngày phải đối mặt với người mình yêu, lúc nào cũng nhắc nhở mình là kẻ có tội. Vậy thì cảm xúc đoạn này có chút khó nắm bắt. Cô Chung có thể thử đoạn này được không ạ? Được đó. Không được đâu, tôi không biết diễn xuất. Không sao đâu mà. Đúng, cô hiểu nhân vật hơn là chúng tôi. Tôi cũng chỉ muốn nghiền ngẫm về cảm xúc nhân vật dưới góc nhìn của một khán giả thôi. Đúng vậy, thử đi, thử xem. Chỉ có thể mà. Nào, thử xem. Vậy để tôi thử xem. Đây là lông mày của anh. Đây là mắt của anh. Đây là mũi và miệng của anh. Đến lượt anh. Tiểu Mỹ, lần này anh nhất định sẽ cưới em. Anh hứa, anh nhất định sẽ cưới em, bảo vệ em thật tốt. Vậy anh không được nuốt lời đâu đó. Tốt lắm. Vậy hay là để cô Chung trở thành cố vấn đi theo đoàn phim được không? Được, để chị muốn ở nhà cùng em thể hiện một cách hoàn hảo hơn. Tôi tin là cô Chung sẽ không từ chối đâu. Được, tôi có thể. Được, vậy chúng ta tiếp tục đọc đoạn sau. Đoạn cuối cùng hai người quay về bên nhau. Làm gì có, chúng ta đọc kịch bản trước đi. Chẳng trách có nhiều fan nữ điên cuồng như cậu như vậy. Vậy có mê hoặc không? Không nghiêm túc thế nào hết, đọc kịch bản trước đi. Vào trong. Sếp Hàng, anh đến rồi. Vừa hay báo cáo tiến độ với anh luôn. Hôm nay là buổi đọc kịch bản của nam nữ chính. Cô ấy, giới thiệu với anh, vị này là tác giả truyện tranh gốc của chúng tôi. Tôi là đang hỏi vì sao cô ấy lại ở đây. Cô Chung vừa nhận lời làm cố vấn kịch bản, sẽ theo cả dự án này. Vậy thì tốt, thay nam chính đi. Vì sao vậy? Sếp Hàng, như vậy không được. Mấy hôm nữa là chúng tôi khởi quay rồi. Hơn nữa Sở Mạch là ứng cử viên tốt nhất cho vai diễn này. Lúc này sao mà đổi nam chính được? Vậy là không đổi được hay sao? Không được à? Được. Mộ Thần, thu xếp đi. Đổi luôn cả đạo diễn. Vâng. Sếp Hàng, chuyện này, thế thì hay là thay cả tôi luôn đi. Sếp Hàng, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến bác Hàng nha. Chúng ta tạm thời không nói chuyện cũ nữa, quay về chủ đề chính đi. Sở Mạch là nam nghệ sĩ có tiềm năng nhất của công ty chúng tôi, cũng vừa giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Năng lực nghiệp vụ không có gì phải nghi ngờ. Thứ hai, đã ký hợp đồng rồi. Cho dù tập đoàn Đông Thăng các người có thể đền tiền vi phạm hợp đồng, nhưng mà giai đoạn trước mượn tai tiếng của Sở Mạch để lăng xê, bây giờ làm thế này thì cũng không hợp lý đâu. Chắc là chị biết, uy hiếp tôi cũng chẳng có tác dụng gì hết. Tôi biết. Nhưng mà sếp Hàng dù gì cũng phải để mặt chị Hàng sớm một chút chứ. Đạo diễn, không bằng buổi đọc kịch bản hôm nay của chúng ta tạm kết thúc ở đây đi. Được, được. Vậy hôm nay chúng ta giải tán ở đây. Mọi người nhớ tranh thủ thời gian chuẩn bị. Sếp Hàng, cảm ơn anh đã chăm sóc Trung Linh và Khải Lạc mấy ngày nay. Đi thôi. Vở kịch đối thủ của hai người còn hấp dẫn hơn cả trong phim luôn đó. Tôi cũng rất bội phục mạng lưới quan hệ của chị Mạng đó. Cậu an phận chút đi, khiêu khích nhà đầu tư chẳng có gì tốt đâu. Đợi đã, đưa Trung Linh đến. Vâng. Làm phiền sếp Hàng, đừng tiếp tục can thiệp vào công việc của tôi. Đừng quên cô đang làm việc cho ai. Anh,
Vậy thôi anh cũng đuổi chuyện tôi luôn đi. Vậy cô lấy đâu ra tiền trả tiền thuê nhà cho tôi và trả tiền khám bệnh cho Khải Lạc đây? Tôi lái xe đi. Đi đâu? Tôi có thể không đổi Sở Mạch. Cô cũng không cần trả tiền thuê nhà. Lấy gì trao đổi? Cởi đồ đi. Cởi đồ gì chứ? Thay bộ này rồi đi cùng tôi đến một nơi. Bây giờ thay trên xe. Tài xế là nữ, tôi cũng sẽ không nhìn. Thay thì thay, cũng chẳng phải chưa từng thấy. Cũng tùy tiện thật. Tôi mà không tùy tiện thì đã không sinh cho anh. Lâu lắm không gặp anh. Dạo này anh đi đâu vậy? Không liên quan tới cô. Học người khác thì nhanh lắm. Hôm nay các vị đến tham gia tiệc mừng thọ, tôi vui lắm đó. Mời. Hôm nay là nhân vật chính, thần sắc bà tốt thật đó. Hơn nữa còn ngày càng đẹp hơn. Bác gái, chúc mừng sinh nhật. Bây giờ Tiểu Tịch đúng là ngày càng xinh đẹp đó. Đó là điều nhờ bố mẹ cháu nuôi dưỡng cháu rất tốt. Con nhóc này, đứa nhỏ này sau này còn phải nhờ bà nuôi hộ tôi rồi. Vậy cũng phải xem con nhóc này có muốn nghe lời mẹ chồng này hay không. Nghe ạ. Chắc chắn cháu sẽ ngoan. Sao mà không thấy Đông Lai đâu hết? Chắc là đang trên đường rồi đó. Đây là dịp gì vậy? Sao lại có nhiều người như vậy? Tiệc sinh nhật của mẹ tôi. Chúc bà Hàn trẻ mãi không già. Cảm ơn, cảm ơn. Có nhiều bạn bè đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi thế này. Bà già này đã thỏa mãn lắm rồi. Bà già gì chứ? Làn da của bác còn đẹp hơn cháu nữa. Bác quên là lần trước chúng ta đi dạo phố, người ta còn tưởng chúng ta là chị em. Cái con nhỏ này, cái miệng nhỏ của Hà Tịch đúng là ngọt ngào quá đi. Vậy mới nói vẫn là sinh con gái mới tốt. Hai ông bà thật có phúc quá. Không giống thằng con kia của tôi, đến mừng sinh nhật tôi cũng đến muộn nữa. Chẳng phải cô con gái cưng này của nhà chúng tôi đã sắp thành người nhà bà rồi hay sao? Mẹ, đúng rồi đúng rồi. Cô Lâm và cậu Hàn thật sự rất xứng đôi. Hôm nay chính là song hỷ đó. Đúng rồi, song hỷ. Song hỷ. Song hỷ. Anh Đông Lai, đây là dịp gì vậy? Sao lại có nhiều người quá vậy? Tiệc sinh nhật của mẹ tôi. Cái gì? Đến tiếp đi. Cô gái đó là ai vậy? Xinh quá đi. Nghe nói hôm nay nhà họ Hàn sẽ tuyên bố hôn ước với Lâm Hà Tịch. Cậu chủ Hàn này sao lại đưa một cô gái đến chứ? Có kịch hay để xem. Sao giờ này con mới tới? Cháu chào bác sĩ Lâm. Chào bà Lâm. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Đây là quà sinh nhật con và Trung Linh chuẩn bị cho mẹ. Bà Hàn sinh nhật vui vẻ. Sao con lại đưa cô ấy đến đây? Chẳng phải mẹ bảo con ở tiệc sinh nhật phải xuất hiện có đôi có cặp sao? Vì vậy con đưa bạn cặp nữ theo đó. Cô Lâm thì sao? Cô không có bạn cặp hay sao? Bà Hàn, chuyện này là sao vậy? Mẹ, xin hỏi đối tượng tuyên bố đính hôn hôm nay của sếp Hàn rốt cuộc là cô Lâm hay là cô gái này vậy? Cô thấy sao? Không hề có tin tức đính hôn nào sẽ được tuyên bố. Thật xin lỗi, mời cô dùng bữa ở bên này. Nhưng mà sếp Hàn, bên này xin mời. Anh cũng mời đi phía này. Bác gái, nhà họ Hàn các người đối xử với Tiểu Tịch của chúng tôi thế này sao? Ồ, tôi nhớ ra rồi. 6 năm trước chính bởi vì cô ta mà Đông Lai đã hủy bỏ hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ với Tiểu Tịch nhà chúng tôi. Bác sĩ Lâm, bà Lâm, thật ngại quá. Đông Lai nhà chúng tôi, trước nay tôi chưa từng đồng ý cưới Lâm Hà Tịnh, sao lại nói là từ chối? Anh Đông Lai, anh quá đáng lắm đó. Tiểu Tịch, bà Hàn, có phải bà nên cho chúng tôi một lời giải thích hay không? Chuyện này,
Cô à, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Bạn Lệ à, mấy năm nay không gặp, đã thành thiếu nữ rồi. Vậy sau này cháu sẽ đến thăm cô thường xuyên. Đừng lừa cô đấy, chắc chắn không đâu ạ. Vậy mọi người cứ nói chuyện đi. Trung Linh, cùng đi ăn chút gì đó đi. Được. Tôi không biết hôm nay sẽ là tình huống này. Yên tâm đi, tôi đứng về phía cô. Cảm ơn. Bác sĩ Lâm, bà Lâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho hai người một lời giải thích. Bỏ đi, chúng tôi xin cáo từ trước. Con cố tình chống đối mẹ đúng không? Là mẹ đối chọi với con. Uống chút gì đó đi. Cảm ơn cô. Cô Chung, có thể nói chuyện riêng được không? Vậy mọi người nói chuyện đi. Cho dù cô và Đông Lai có quan hệ gì, bây giờ nhà họ Hàng đã đề nghị kết thông gia với Tiểu Tịch nhà chúng tôi. Hy vọng sau này cô hãy tự trọng một chút. Bác sĩ Lâm không cần dọa dẫm tôi, giống như dọa dẫm bệnh nhân vậy. Cô có ý gì chứ? Là một bác sĩ, y đức cơ bản nhất, không được phép dọa dẫm bệnh nhân. Ồ, vậy sao? Vậy 6 năm trước, 6 năm trước Đông Lai bị thương, tôi lập tức trở về trong đêm để làm phẫu thuật, cố gắng hết sức để giữ lại chân cho nó. Tôi không thẹn với lòng. Ngược lại là cô, đi cũng quá đúng lúc đó. Bác sĩ Lâm không giống như đang nói dối. Sao nào? Sao lại không nói nữa? Thật xin lỗi hai vị, tôi còn có việc phải đi trước. Anh tới đây làm gì? Tiệc sinh nhật của nhà họ Hàng gây xôn xao khắp thành phố. Tôi đến gấp vui. Bộ đồ này phù hợp nhỉ? Tôi nói cho anh biết, đừng có xuất hiện trước mặt tôi ở những nơi công cộng. Anh cố ý. Tôi cố ý đó. Gọi cho cô bao nhiêu ngày vì sao lại không nghe máy? Đúng rồi, tên nhà báo mồm thối đó là tôi giải quyết giúp cô đó. Lâm đại tiểu thư, đến câu cảm ơn cũng không có. Cũng chẳng phải là tôi bảo anh. Đúng rồi, Đông Lai đã đang điều tra rồi. Tốt nhất anh cẩn thận chút đi. Thế còn muốn đá tôi đi đúng không? Người này là... Tôi bị nhốt rồi, làm ơn cứu tôi được không? Alo, Sở Mạnh, cậu giúp tôi một việc. 6 năm trước đã đưa cho anh một khoản tiền lớn. Anh hứa là sẽ khiến cho Trung Linh biến mất. Anh đã làm được chưa? Tôi bảo anh hủy hoại cô ta và Sở Mạch. Anh cũng đã làm được chưa? Đến một người chủ nhà nhỏ cũng không xử lý được. Đồ phế vật. Phế vật. Lúc đó tôi bảo cứ giết cô ta luôn đi. Là cô không dám mà. Còn nhất quyết phải tạo ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Anh đừng có mơ hại tôi ngồi tù. Điều tra. Cứ để bọn họ tra đi. Dù sao mọi chuyện đều là anh làm thôi, không liên quan tới tôi. Cũng lắm là anh lại vào tù lần nữa. Dù sao thì anh cũng chẳng phải lần đầu ngồi tù. Ông đây đết phải nô tài của cô. Nói cho cô biết, nếu tôi mà vào tù lần nữa thì nhất định sẽ đưa cô theo cùng. Anh dám? Đừng có ép tôi. Cút. Cút đi cho tôi. Đều bắt nạt tôi. Lâm Hà Tịch tôi đây không dễ bắt nạt thế đâu. Khốn nạn. Toàn là bọn khốn.
Chỗ này là câu lạc bộ tư nhân của nhà họ Lâm mà. Chú Hàng đến rồi. Khải Lạc nhớ chú lắm. Chú Hàng cũng nhớ Khải Lạc lắm. Khải Lạc qua đây chơi đồ chơi đi con. Sao cô đi mà chẳng nói tiếng nào vậy? Có gì để nói đâu. Tôi chẳng qua chỉ là công cụ thôi mà. Xếp hàng để đính hôn với Lâm Hạ Tịch, còn kéo tôi không muốn làm gì. Chú và cô xấu xa đính hôn. Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng có xen vô. Con biết rồi. Hôm qua vừa về nước, chuyện đính hôn là mẹ tôi giấu tôi làm, không liên quan tới tôi. Chú, chú làm cho mẹ tức giận rồi. Chú làm cho mẹ giận rồi. Đúng vậy. Khải Lạc biết phải dỗ mẹ thế nào không? Có cách rồi. Chú Hàng, mỗi khi mẹ không vui đều vẽ tranh bằng quyển sổ này. Khải Lạc đã lén xem qua rồi. Để chú Hàng xem thử. Khải Lạc, mấy giờ rồi mà con chưa ngủ? Nhanh đi đánh răng nè. Vâng. Sếp Hàn, anh cũng nên về. Tập tranh của tôi. Cô nói của cô thì là của cô sao? Trong này toàn là vẽ tôi thôi. Không phải anh đâu. Con người ai mà chẳng có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng. Vừa giờ đâu mà anh nói là anh. Người giống anh có đầy đó. Ai bảo anh tùy tiện lục đồ của người khác? Nói gì đó. Tôi nói chúng tôi phải đi ngủ rồi. Mời cậu chủ Hàng về cho. Hôm nay tôi không đi nữa. Vì sao? Bởi vì tôi chống đối với mẹ tôi, từ chối hôn ước nên bị đuổi khỏi nhà rồi. Vậy thì tùy anh. Dù sao cái phòng nhỏ đó cũng không có ai ngủ. Ngày mai đoạn phim khởi quay rồi, tôi đi ngủ trước đây. Mẹ cười gì vậy? Mẹ đâu có cười. Nào, để mẹ thay đồ cho Khải Lạc nha. Nói chú Hàng ngủ cùng được không mẹ? Không được. Đi ngủ thôi. Thả cô ấy ra. Cắt, phát lại đi. Thêm một lần nữa, mọi người vất vả rồi. Đạo diễn, cảnh này đã quay hơn 20 lần rồi, có vấn đề gì sao? Tiết tấu và cảm xúc vẫn hơi thiếu một chút. Thêm một lần nữa, trong kịch bản vốn không có đoạn này. Chỉ là diễn viên, chỉ có trách nhiệm diễn xuất theo kịch bản. Cậu là nhà đầu tư, chỉ rõ trường quay không thích hợp đâu. Tôi cũng thấy lạ. Tập đoàn Đông Thăng mấy người rảnh rỗi quá ha. Hơn nửa tháng nay sắp hàng ngày nào cũng đi theo đoàn phim. Đạo diễn, bây giờ diễn hay không? Mọi người vất vả rồi, thêm một lần nữa nha. Cô Vấn đâu? Cô Trung, tôi có thắc mắc về kịch bản. Cô Trung, ở đây, có chuyện gì vậy? Một cố vấn không ở trường quay, rồi một ông chủ chỉ đạo kịch bản. Thật xin lỗi, sếp Hàng bảo tôi đi lấy mấy tài liệu quan trọng. Bây giờ đang đến cảnh nào rồi? Sở Mạch à? Sao vậy? Không sao, eo sao rồi? Tôi nhớ cảnh này đã có cảnh đánh nhau. Có phải Hàng Đông Lai? Anh xem, Sở Mạch bị thương rồi, làm sao mà diễn được? Cả đoàn phim nghỉ ngơi 3 ngày. Tôi không sao đâu, tôi vẫn ổn. Được, hôm nay kết thúc. Vâng, cảm ơn sếp. Mới khởi quay nửa tháng thôi, cậu không cách xa Trung Linh chút được không? Ít nhất đợi khi đóng máy, tôi với Trung Linh quang minh chính đại. Có gì phải giấu giếm? Đúng, cậu với Trung Linh đúng là quang minh chính đại. Nhưng mà cô ấy với Hàng Đông Lai,
Chuyện tình cảm không miễn cưỡng được đâu. Tôi nhìn ra được Chung Linh đối xử với cậu như em trai thôi. Tự tôi có chừng mực, tôi vào được không? Vào đi. Sao rồi? Không sao, hai người nói chuyện đi. Tôi đi tẩy trang trước, vất vả cho cô. Xin lỗi nha. Đâu phải lỗi của chị. Hàn Đông Lai muốn làm khó tôi, cho nên liên lụy cậu thôi. Chị quên mất sao chúng ta lại nương tựa lẫn nhau hả? Nói gì mà liên lụy không liên lụy. Đúng, cậu không nhắc tôi cũng suýt quên đó. Ngôi sao nổi tiếng bây giờ, trước khi còn là em trai của tôi. Tôi không phải em trai nha. Được, không phải. Cậu với Mạng Lệ, cô ấy là đàn chị của tôi mà, càng là bạn của tôi. Tôi được như bây giờ, hơn nữa là nhờ có cô ấy giúp đỡ tôi. Tôi coi cô ấy như chị gái. Chị gái? Giống như tôi hả? Không giống. Tôi không coi chị là chị mà. Trung Linh, tôi đối với chị. À đúng rồi, Khải Lạc sắp tan học rồi. Tôi về xem Khải Lạc trước đây. Cô dưỡng thương nha. Có chuyện gì nhớ gọi tôi đó. Anh đi theo tôi làm gì? Thảo luận kịch bản. Anh còn mặc giày nói thảo luận kịch bản. Ý mình là nhà đầu tư sửa lung tung. Đó là tâm huyết của tôi đó. Được. Thế thì không sửa nữa. Hôm nay là cuối tuần, tôi đã hứa chơi cùng với Khải Lạc. Bây giờ tôi phải đi mua đồ ăn sáng cho nó. Tôi cũng chưa ăn sáng. Vậy thì ăn sáng cùng nhau đi. Lên xe. Có ai không? Ai đấy? Đây là nhà Trung Linh sao? Đúng vậy, mẹ đi mua đồ ăn sáng rồi, không ở nhà. Vậy cháu mở cửa cho bà được không? Mẹ cháu đã nói với cháu là không được mở cửa cho người lạ. Bà là mẹ của Hàn Đông Lai. Mẹ của Hàn Đông Lai? Vậy thì không phải người lạ rồi. Dạ, chào bà. Bà ơi, bà đẹp quá đi. Cháu là Khả Lạc đúng không? Dạ đúng. Vậy cháu nói cho bà biết, chú Hàn có hay đến nhà mẹ của cháu hay không? Khả Lạc muốn ăn kẹo không? Dạ muốn ăn ạ. Bà đừng bảo mẹ cháu, là cháu ăn kẹo nha. Được. Nào. Có ngon không? Dạ ngon. Ngoan quá. Vậy cháu nói cho bà biết, chú Hàn có hay đến nhà mẹ con cháu không? Hay đến à? Bà là mẹ của chú Hàn, sau này cũng có thể thường xuyên đến đây. Vẻ ngoài của đứa trẻ này quá giống với Đồng Lai lúc nhỏ. Bà ơi, bà. Khả Lạc năm nay mấy tuổi rồi? Khải Lạc 5 tuổi rồi. Cháu sinh năm nào? Sinh năm nào? Bà ơi, Khải Lạc chóng mặt quá. Cho bà biết ngày sinh nhật của cháu đi. Bà đưa cháu đi ăn đồ ăn ngon. Khải Lạc, mẹ ơi. Khải Lạc. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Đây là căn hộ của nhà họ Hàng mà. Vì sao mẹ không được đến? Chẳng phải mẹ đã nói với con lúc ở nhà không được mở cửa cho ai mà? Nhưng là bà nội mà. Bà nội cái gì lại không nghe lời nữa hả? Được rồi, đừng đứng ra đây dọa mắng trẻ con. Bà Hàn, tiền thuê nhà tôi đã trừ vào tiền lương. Tôi không ở không nhà họ Hàn. Xin bà sau này đừng đến làm phiền tôi và Khải Lạc. Khải Lạc, Khải Lạc. Bà Hàn, tiền thuê nhà trừ thẳng vào lương của tôi. Tôi không ở chùa nhà của họ Hàn các người. Mong sau này bà đừng làm phiền tôi với Khải Lạc nữa. Khải Lạc, Khải Lạc, Khải Lạc, Khải Lạc, Khải Lạc, Khải Lạc. Bà cho nó ăn sô-cô-la. Bà muốn hại chết con trai tôi hả? Khải Lạc. Mẹ, Khải Lạc bị tiểu đường, không thể ăn đồ ngọt được đâu. Chuyện này sao mẹ biết được? Mau đưa đến bệnh viện đi. Bệnh viện trung tâm. Khải Lạc bị tiểu đường bẩm sinh. Sao con không nói sớm cho mẹ biết? Mẹ, trước nay mẹ không quan tâm đến chuyện của người khác. Tại sao lần đầu gặp Khả Lạc lại căng thẳng vậy? Bởi vì thằng bé đáng yêu như vậy, ai mà không thương cho được.
Mong mẹ đừng làm phiền hai mẹ con họ nữa. Con biết bố ruột của Khả Lạc hay không? Chuyện này không liên quan tới con, càng không liên quan tới mẹ. Được, chỉ cần thằng bé không sao là được. Mẹ đi trước đây. Tra rõ chưa? Bao lâu thì có kết quả xét nghiệm? Kết quả giám định quan hệ cha con sẽ có trong khoảng 3 ngày. Làm phiền chủ nhiệm Trương. Bà Hàn, bà đừng khách sáo với tôi. Vậy được, tôi không làm phiền bà nữa. Tôi đi trước đây. Được, tôi tiễn bà. Đừng khách sáo. Được, tôi biết rồi. Phiền chủ nhiệm Trương quá. Bà đi thông thả. Bác gái, Sử Tịch, có chuyện gì vậy? Đến thăm bố hay sao? Cháu mang ít đồ cho bố. Bác gái, bác đây là... Bác không sao. Con của Trung Linh nhập viện rồi. Bác với Đồng Lai cũng tới thăm. Vậy cháu tiễn bác về nha. Được. Chủ nhiệm Trương, chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt. Tạm biệt chủ nhiệm Trương. Bà Hàn đi thông thả. Chủ nhiệm khoa xét nghiệm Khả Lạc chẳng lẽ... Mộ Thần, bà Hàn, lại đây. Ngồi đi. Lâu rồi không gặp cậu. Gần đây tôi ra ngoài làm chút việc của cậu chủ. Tay của cậu cầm gì thế? Đây là tài liệu mà cậu chủ cần. Đưa tôi xem nào. Giấy chứng sinh. Những tài liệu này cậu xem hết rồi hay sao? Mộ Thần, cậu lớn lên trong nhà của tôi. Dì luôn coi cậu gần như con trai. Có những chuyện không có chứng cứ xác thực. Dì Đông Lai, dì nhà họ hàng chúng ta, dì mong cậu... Tôi hiểu, tôi sẽ nói với cậu chủ là không có tài liệu. Đi đi. Khả Lạc sinh vào tháng 6. Trung Linh đã rời đi vào tháng 11, một năm trước đó. Khả Lạc giống bố của Đông Lai đều bị tiểu đường. Chẳng lẽ Khả Lạc thật sự là cháu ruột của mình? Rời khỏi tôi là để sống những ngày tháng khổ sở thế này sao? Vậy nên 6 năm trước Sở Mạch đã che chở giúp đỡ Trung Linh. Đúng, Sở Mạch cũng là trẻ mồ côi, được bà nhận nuôi. Vậy nên lúc anh ta chưa nổi tiếng, luôn cùng với Trung Linh sống nương tựa vào nhau. Vậy Khải Lạc thì sao? Không ra đời ở bệnh viện chính quy, thông tin cụ thể vẫn chưa điều tra ra được. Tiếp tục điều tra. Dừng. Đợi chút. Tra hết lại một lượt. Những người ra dạo núi hôm xảy ra sự cố 6 năm trước. Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, e rất khó. Tra đi. Ừ. Anh Đông Lai, có thời gian cùng ăn bữa cơm hay không? Bàn chuyện hôn ước một chút. Được, gửi địa chỉ cho anh. Khả Lạc sao rồi? Không sao đâu. Ngược lại, eo của cậu vết thương thế nào rồi? Bị thương ngoài da thôi, cứng miệng. Tôi sẽ nói rõ với hàng Đông Lai. Nếu sau này anh ta còn nhằm vào cậu nữa, tôi sẽ rút lui.
Tôi cứ mãi không hỏi, chị với Hàn Đông Lai có quan hệ gì thế? Người cũ mà thôi, không có gì đáng nói. Vì anh ta là bố của Khả Lạc, anh ta biết không? Chúng tôi không cùng một tầng lớp. Bây giờ tôi chỉ muốn Khả Lạc sống cuộc sống của người bình thường. Chỉ sợ anh ta đưa Khả Lạc rời khỏi chị thôi. Nhưng mà chuyện này không giấu nổi cả đời đâu. Giấu được bao lâu thì hay bấy lâu. Đợi Khả Lạc khỏe lại, tôi sẽ đưa nó về An Nam. Phải rồi, chuyện lần trước tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi? Chị xem đi. Tôi chỉ điều tra được người này từng đi tù 2 lần vì tội cố ý gây thương tích. Hành tung thường ngày không rõ, hoàn toàn là người bên lề xã hội. Chẳng lẽ Lâm Hạ Tịch lại quay lại với người này? Cậu chắc chắn hắn quen Lâm Hạ Tịch. 2 ngày trước tôi theo dõi 2 người họ đến quán bar tư nhân của nhà họ Lâm. Thưa anh, các món của anh đã lên đủ, mời anh chị dùng. Cảm ơn. Ăn trước đi đã. Xin chào, phòng riêng để đặt cho họ Lâm, mời đi bên này. Trung Linh. Ngồi đó đi. Trung Linh, Sở Mạch. Sao đi đâu cũng đụng phải họ vậy? Đen đuổi. Hai người đúng là chẳng kiêng dè gì. Chuyện này không phiền bà chị bận tâm. Cô ta mới là bà chị mà. Xin lỗi nha, tôi chỉ nhìn mặt mà xưng hô. Xin chào, đây là thực đơn, mời chị gọi món. Món này, thêm đồ ngọt nữa. 2 phần cảm ơn. Anh Đông Lai, liên quan đến chuyện bác nói, chúng ta trước khi Sở Mạnh nổi tiếng, Khả Lạc cũng còn nhỏ, hai người họ sống rất khổ sở. Về chuyện hôn ước, anh không hề từ chối. Thật sao? Em biết mà. Sở Mạch, ăn xong chưa? Chúng ta đi luôn đi. Đi thôi, sau đó chúng ta đính hôn nha. Rồi thì chúng ta sẽ cùng chăm sóc bác gái. Từ từ đã. Cô không muốn nghe thái độ thật sự của tôi với hôn ước hay sao? Không liên quan tới tôi. Cô thật sự chẳng bận tâm tới tôi chút nào sao? Buông chị ấy ra. Cũng chẳng liên quan gì tới cậu đâu. Cậu chủ Hàn, xin đừng rút giận lên người khác. Chúng tôi không có nghĩa vụ chịu đựng tính tình cậu ấm của anh đâu. Tại sao cô luôn nói giúp cho cậu ta như vậy? Sở Bạch có quan hệ gì với cô? Phải, chuyện của Trung Linh chính là chuyện của tôi đó. Mong sếp Hàn tự trọng cho. Đừng đến quấy rầy chị ấy nữa. Thứ mà tôi từng dùng, cho dù có quỷ hoại cũng sẽ không cho người khác dùng. Hàn Đông Lai, Trung Linh không phải đồ vật, càng không phải của anh. Anh là cái thá gì? Thiên Vũ các người đã bị tập đoàn Đông Thăng mua lại rồi. Cấm sống anh cũng chỉ là chuyện giặt giảnh với anh Đông Lai thôi đó. Về gia cảnh, tôi chẳng bị nổi với đời thứ hai của họ Hàn. Nhưng mà về mặt cơ thể, tôi chẳng muốn so kè với một gã què. Anh, Sở Mạch. Anh Đông Lai, anh đứng dậy rồi. Sếp Hàn ghê gớm quá. Nếu như anh làm diễn viên thì chẳng có việc của tôi nữa rồi. Giả què hả? Đỉnh đấy. Sao anh ăn nói khó chịu vậy? Trung Linh, tôi trong phim ngoài đời tôi đều không muốn diễn với anh. Tôi phải kiếm tiền, tôi còn phải nuôi con. Chào anh. Anh
Anh Đông Lai, chân của anh khỏi lúc nào vậy? Lần phẫu thuật cuối đúng hay không? Hạ Tịch, hôn ước của chúng ta, anh chưa từng đồng ý lấy em. Đừng lãng phí thời gian với anh. Anh, anh Trung Linh. Chú Nhiệm Trương, cô tan làm rồi hay sao? Tiểu Lâm đến hay sao? Đây là báo cáo xét nghiệm lần trước của dì Hàn. Báo cáo vừa mới có. Hay là cháu mang qua hộ nhé. Dạ được. Vậy chào chú Nhiệm Trương ạ. Tạm biệt. Dì Hàn nghỉ ngơi chưa ạ? À, là như vậy. Tôi vừa tới bệnh viện, chú Nhiệm Trương báo cháu mang tài liệu cho dì. Dạ được, vậy giờ cháu sẽ qua luôn. Thôi đi, chân của anh ta lành lại hay không liên quan gì tới mình? Mình tức giận gì ở đây? Thế thì mình đang đợi điện thoại gì chứ? Anh ta vốn không cần giải thích với mình mà. Vẫn nói trực tiếp thì hơn. Đông Lai. Đông Lai. Mẹ, chuyện quan trọng như làm phẫu thuật, tại sao con lại giấu mẹ vậy? Con không muốn mẹ lo lắng thôi. Công ty còn có việc, con đi trước. Khoan đã, con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện đây. Là chuyện hôn ước với Lâm Hà Tịch, con sẽ không đồng ý với mẹ đâu. Con xem cái này đi. Con đã nói đừng có làm phiền hai mẹ con họ nữa mà. Con vẫn còn binh chúng nó. Đứa trẻ này giống không phải là con của con. Không quan trọng, rốt cuộc người phụ nữ này đã cho con ăn bù mê thuốc lú gì. Dù con không lấy Hạ Tịch, mẹ cũng tuyệt đối không cho phép nhà họ Hàng chúng ta nuôi con hộ người khác. Mẹ, chuyện của con không phiền mẹ nhọc lòng. Đông Lai, đúng là tức chết tôi mà. Em đến rồi, anh ở đâu? Dừng, rất tốt. Hôm nay nghỉ ngơi thôi, mọi người vất vả rồi. Được rồi, được rồi, vất vả rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn đạo diễn. Trung Linh, hôm nay nghỉ sớm, đã hẹn Sở Mạch đi ăn uống xíu, cùng đi đi. Tôi còn có việc, mọi người đi đi. Trung Linh, sếp Hàn, anh đứng được rồi hay sao? Chúc mừng nha. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Mọi người đi ăn uống đi. Phải, phim ngày mai cần sửa lại. Tối cố vấn Chung tăng ca một chút đi. Nhưng mà tôi... Được rồi, vậy mai hãy gặp nha. Cùng tăng ca đi. Được thôi, vậy tôi đi gọi điện thoại cái. Alo, Khả Lạc. Tối mẹ phải tăng ca rồi. Con bảo chị y tá ru ngủ. Đứa trẻ này giống không phải của con. Được, Khả Lạc ngoan. Mẹ cũng yêu con. Anh làm gì vậy? Làm việc. Không, tôi... Tôi không thể về nhà sửa xong rồi gửi cho anh hay sao? Sếp, không được. Sửa ở đây luôn. Được, được rồi. Vậy phải sửa thế nào đây? Cảnh 10.3.
Nam chính nhìn thấy nữ chính sẽ cảm thấy bản thân mình là một tên tội phạm, gây tai nạn xong bỏ chạy hại cô ấy bị mù, nhưng lại đem lòng yêu nữ chính. Không ngờ anh ấy rất nghiêm túc tìm hiểu sách của mình, sửa cảm xúc độc thoại nội tâm nhân vật, cần bổ sung thêm lời thoại. Tôi cũng có cảm nhận như vậy, bao gồm cả sự tiến triển của các tình tiết tiếp theo. Cảm xúc chưa phù hợp lắm, tôi sẽ suy nghĩ xem sửa thế nào. Đoạn sau có thêm một ít độc thoại nội tâm nữa. Cô xem sự kịch tính của kịch bản chỗ này. Tôi thấy đoạn này được đấy. Vậy cảnh phim kia làm thế nào? Tôi muốn nói với cô về chuyện chân của tôi. Thời gian trước làm phẫu thuật ở Mỹ, thật sự không cần phải giải thích với tôi. Chúng ta vẫn nên mau chóng sửa xong đi, tôi còn phải về với con tôi. Không lẽ Khả Lạc không muốn biết bố mình là ai? Không cần thiết. Khả Lạc có mẹ là đủ rồi. Tôi muốn biết. Xếp hàng. Đây là việc riêng của tôi. Đứa trẻ này càng nhìn càng thấy giống Đông Lai hồi nhỏ. Không nghĩ nữa, giám định quan hệ cha con nhất định sẽ không sai. Bà nội ơi, bà nội, bà đến thăm Khả Lạc hả? Ai là bà nội của cháu? Bà nội ơi, bà đến thăm Khả Lạc à? Ai là bà nội của cháu? Bà, mẹ của chú Hàng không phải là bà nội cháu à? Lại đây, Khả Lạc sẽ nói cho bà một bí mật. Chú Hàng đồng ý làm bố của Khả Lạc rồi. Nó dớ dẫn. Con trai bà sao có thể làm bố cháu được? Có phải mẹ cháu dạy cháu nhận bố lung tung hay không? Phải không? Khả Lạc không nói lung tung. Khả Lạc không phải con hoang mà. Bà xấu xa quá, bà đi đi. Ồn chết đi được. Cháu nhớ kỹ cho bà, Đông Lai không phải bố cháu, bà cũng không phải bà nội của cháu. Cháu khóc gì mà khóc? Xem mẹ cháu dạy cháu thành cái dạng gì rồi. Không được nói xấu mẹ của cháu. Khả Lạc ghét bà nội xấu xa. Bà đi đi. Bà đi đi. Bà nội xấu xa. Mình đúng là tự chuốc dạ vào thân. Bác Tài, bác Tài, chào bác. Tôi muốn đến bệnh viện tỉnh. Ủa, hai người các người, đây là xe của tôi gọi mà. Đã 11 giờ rồi, không biết Khả Lạc đã ngủ chưa. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, Khả Lạc là đàn ông, Khả Lạc không khóc. Chị y tá, Khả Lạc là đàn ông, Khả Lạc không khóc. Chị y tá, chị y tá, mau đưa cho chị. Là bạn Khả Lạc giường số 52 phải không? Là Khả Lạc à? Sao em lại chạy ra ngoài mà không đi giày nữa? Rút ghim ra trước đã. Bố mẹ cũng không trông nom chút. Tôi rút rồi. Chúng ta về phòng bệnh trước được không? Dạ được. Cảm ơn chị thiên thần. Khả Lạc của chúng ta đúng là một cậu bé ấm áp. Ngồi dậy nào. Tiểu Khả Lạc, hôm nay phải tiêm mũi cuối đó. Có thể không tiêm được không ạ? Không được đâu. Không sợ, không sợ nha. Bố mẹ của Tiểu Khả Lạc đâu? Mẹ đi làm rồi ạ. Vậy không sao đâu, chỉ ở đây tiêm với Khả Lạc, không đau chút nào hết. Ừ. Được rồi, được rồi. Bố mẹ bây giờ đúng là vô trách nhiệm, chỉ lo kiếm tiền đến con mình cũng mặc. Mẹ không mặc kệ Khả Lạc mà. Mẹ yêu Khả Lạc nhất. Mẹ làm việc vô cùng vất vả đó. Khả Lạc đã là một người đàn ông bé nhỏ rồi.
Khả Lạc không sợ tiêm. Đợi Khả Lạc khỏi bệnh rồi, sẽ đổi thành Khả Lạc chăm sóc mẹ ngốc nghếch. Sao mẹ em đáng yêu thế hả người đàn ông nhỏ bé? Về bố của tiểu Khả Lạc đâu? Khả Lạc cũng muốn có một người bố. Vậy cũng có thể chia sẻ những trách nhiệm nặng nề của người đàn ông với Khả Lạc. Vậy ban nãy người đàn ông nhỏ bé nào sợ tim đó? Ban nãy không tính, không tính. Được, ban nãy không tính, chị sẽ giữ bí mật giúp em. Bên chỗ đoàn phim thế nào rồi? Tất cả đều thuận lợi, sẽ nhanh chóng có thể đóng máy. Chỉ là cô Chung dạo này hơi vất vả, vừa phải theo đoàn phim, vừa phải chăm sóc cho Khả Lạc. Khả Lạc ra viện chưa? Ra rồi ạ. Đã đi mẫu giáo rồi, cũng đã ủy thác bên quản lý. Chỉ là thời gian quay không cố định. Anh xem, có cần nói với đạo diễn một tiếng để cô Chung được nhẹ nhàng hơn một chút không? Được. Thôi đi, dù gì đây cũng là chuyện riêng của nhà người ta. Vâng ạ. Cậu có ý kiến gì? Dạ không dám mà. Tôi ra ngoài trước đi. Cô Chung, 9 giờ tối đến phòng tôi nha. Sếp Lưu à. Chung Linh, tôi có chuyện cần nói với chị. Đợi tối nghỉ rồi tôi đến tìm chị nha. Đạo diễn bảo tìm tôi có việc, tôi đến chỗ của anh ấy trước, xong việc sẽ gọi cho cậu ngay. Được được, đợi tôi nhé. Chuẩn bị chưa? Tới đây tới đây. Đạo diễn. Cô Chung à, nào uống chút nước đi. Cảm ơn đạo diễn. Có vấn đề gì hay không? Chỗ này có chút vấn đề. Đạo diễn anh xem, chỗ này không thể sửa như vậy. Nếu như chúng ta sửa như vậy, thiết lập hình tượng nhân vật trọng quốc của nữ chính không hay đâu. Với lại cả chút tiếp đó sẽ không khớp. Chỗ này này, đâu cơ? Xin lỗi đạo diễn, mai tôi còn có việc, tôi đi trước đi. Tất nhiên là liều thuốc bổ cho tình yêu. Tôi ham muốn tài hoa của cô Chung đã rất lâu rồi. Tối nay chúng ta giao lưu kỹ một phen nha. Đừng đạo diễn. Đạo diễn à, đừng tới đây. Đừng tới đây, cô muốn chạy đi đâu? Đừng lại đây. Tôi vẫn chưa chơi thử đàn bà từng sinh nở. Buông tôi ra, buông tôi ra. Xem hôm nay cô chạy đi đâu. Anh dừng lại đi. Dừng lại đi mà. Tôi cho cô chạy này. Cứu tôi với. Cứu tôi. Tôi sẽ rất dịu dàng với cô thôi. Ngoan. Khốn kiếp, còn khốn thối thà. Nữ minh tinh nào mà tôi chưa chơi thử. Đến được một biên kịch quen như cô ở đây vênh váo với tôi hay sao? Tôi cho cô gào đấy. Tôi cho cô gào nữa đó. Đạo diễn, tôi là Sở Mạch đây. Khốn kiếp. Đạo diễn, Sở Mạch. Đạo diễn, tôi là Sở Mạch đây. Nếu cô không muốn chết thì câm miệng cho tôi. Đạo diễn, có người không? Sở Mạch, tôi đã ngủ rồi. Có chuyện gì thì để mai nói. Được. Vậy còn Trung Linh? Sở Mạch cứu tôi. Là Trung Linh. Cô dám hại tôi, Trung Linh. Đừng đánh nữa mà. Trung Linh, không sao đâu, đi. Chúng ta đi.
Sở Mạch và cô Chung. Cô Chung sao vậy? Bị người ta bỏ thuốc rồi. Lên xe tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Mau đi. Cảm ơn. Cậu chủ à, cô Chung xảy ra chuyện rồi. Chung Linh làm sao? Vừa rửa ruột, đang nghỉ ngơi. Sao lại như vậy chứ? Chuyện này có liên quan tới anh hay không? Cậu điên rồi hay sao? Sao tôi có thể làm hại Chung Linh được? Thế hả? Chuyện anh làm hại chế còn ít hay sao? Kể từ khi gặp phải anh, chế chưa từng vui vẻ. Anh biết rõ mình không thể đem lại hạnh phúc cho chị ấy. 6 năm trước anh đã buông tay một lần. Tại sao lại muốn tới làm phiền chị ấy? 6 năm trước là cô ấy từ bỏ tôi. Vậy còn cậu thì sao? Cậu nói tôi không thể cho được. Vậy ngôi sao lớn như cậu có thể cho cô ấy cuộc sống như người bình thường không? Có lẽ cả hai chúng ta đều không xứng. Đông Lai, Đông Lai cứu em. Chung Linh, Đông Lai, Đông Lai. Anh đây. Tại sao vừa gặp anh là cuộc sống của tôi trở nên tan nát? Hạng Đông Lai, anh chính là giận dỗi của tôi. Sếp không bị thương chứ ạ? Cút ra kệ tôi. Chung Linh, tôi không tin lần nào cô cũng may mắn như vậy. Tìm tôi làm gì? Chuyện 6 năm trước đã bị người ta điều tra rồi đó. Tôi phải ra nước ngoài tránh một khoảng thời gian. Dù gì, giết người không thành cũng là tội nặng. Muốn bao nhiêu? 1 triệu. Mai đưa cho anh. Đừng có liên lạc với tôi nữa nha. 10 triệu. Cái gì? Anh tham lam quá rồi đó. Dù gì tôi đi lạ nước lạ cái, ngôn ngữ bất đồng, tôi phải suy nghĩ cho nửa đời sau của mình chứ. Không có. Anh chỉ là một con chó. Anh giữ cho cái gì để nghĩ tôi sẽ tốn nhiều tiền như vậy? Nuôi một con chó vô dụng. Phải rồi, tôi cũng chẳng phải chỉ có mỗi một con chó như anh. Qua đêm nay sẽ chẳng có ai tranh giành với tôi nữa. Các người ấy à, cũng vô dụng cả rồi. Cô Lâm, tôi phải nhắc nhở cô một chút. Chó cắn người là đau lắm đó. Cút đi. Qua đêm đây, tôi không tin anh Đông Lai còn muốn thứ tàn tải nữa. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để người khác làm tổn thương em đâu.
Sao vậy? Anh đừng động vào tôi. Anh đừng lại đây. Sở Mạch. Sở Mạch. Sở Mạch. Sở Mạch. Gã đạo diễn kia không xảy ra chuyện gì hết. Chị mau nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Chết rồi. Khả Lạc. Còn Khả Lạc nữa. Trợ lý của tôi đang chăm sóc cho Khả Lạc. Chị đừng lo. Cảm ơn cậu. Nếu cậu không đến kịp, có lẽ tôi đã cầm thú. Tôi sẽ không tha cho hắn đâu. Cậu đừng lo, tôi cũng không việc gì. Bây giờ cậu vẫn ở trong đoàn phim, phải suy nghĩ cho bản thân nữa. Tình hình tối qua là vậy đấy. Cầm thú mà. Trong giới tiếng tăm của gã đạo diễn này thật sự không ra gì. Nhưng mà sao hắn dám ra tay với Trung Linh? Trong đoàn phim, người sáng mắt ít nhiều đều nhìn ra quan hệ của Trung Linh và xếp hàng không tầm thường. Tôi cũng thấy lạ lắm. Đạo diễn, cảnh này em thêm hai câu, anh thấy thế nào ạ? Rất tốt. Mời đạo diễn uống nước ạ. Được rồi, mau chuẩn bị đi. Bắt đầu quay. Đạo diễn. Được rồi, mau chuẩn bị. Chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi. Diễn viên đâu? Sao diễn viên vẫn chưa vào vị trí? Bắt đầu quay. Sở Mạch, nam nữ chính, mau lên. Chuẩn bị xong hết rồi, nhanh lên đi. Đi sắp xếp đi. Nhưng tập đoàn Đông Thăng đã đầu tư số vốn khổng lồ. Làm như vậy, đây là sẽ liên lụy đến tập đoàn Đông Thăng. Cứ làm theo những gì tôi nói đi. Chủ Mô. Chúng ta nói sao đi? Cậu phải nhẫn nhịn, đừng manh động quá. Đi đi. Cảnh thứ 18, máy quay số 2. Đừng nói nữa. Trợ lý, cậu không sao chứ? Chuyện gì thế? Tôi hô cắt rồi à? Ai bảo các người hô cắt? Nhầm đậu cụ, là nước sôi à? Đê tiện mà, cậu nhịn đi. Không sao đâu. Hắn là đạo diễn. Chuyện này nếu có vạch trần cũng chỉ là tin đồn nhảm thôi, không có lợi giới cả Trung Linh và phòng vé. May là nước sôi đó, chứ không phải axit. Trung Linh kia, cậu đã đụng vào chưa? Tôi cho cậu biết nhé. Ngực của cô ta về kích thước lẫn cảm giác đều dư dặn. Khỏi nói cảm giác thích thế nào. Nào, tới đi. Đánh tiếp đi. Đánh tiếp đi. Sao lớn đang đổi kênh kiệu. Cậu đánh cả đạo diễn nữa đó. Tôi xem cậu làm nghề tiếp thế nào. Đối chọi với tôi hả? Lại đây nào cưng. Đừng cử động, ngoan ngoãn cho tôi. Đạo diễn, còn có gì muốn nói nữa không? Các người biết tôi là ai không? Đây là hiện trường đạo diễn của Chỉ Muốn Ở Nhà Cùng Em. Các người biết tôi là ai không? Anh bị bắt vì nghi mua bán mại dâm. Ngoan ngoãn chút đi, đưa đi. Hiểu nhầm cả thôi. Đừng chụp mà. Đừng chụp. Đừng uống nữa. Lúc trước khi chúng ta chẳng có gì, bầy sạp bị bắt nạt, tôi có thể bảo vệ chị ấy. Hàng xóm chê cười chị ấy nuôi con một mình, tôi cũng có thể bảo vệ chị ấy. Bây giờ cái gì cũng có rồi mà lại bó tay với những kẻ làm hại chị ấy. Tôi cần danh lợi này có ích gì? Đến người thân nhất cũng không bảo vệ nổi. Tôi chưa từng hỏi quan hệ giữa cậu và Trung Linh, nhưng mà tôi có thể nhìn ra tình cảm cậu dành cho cô ấy. Cậu
cậu mới 23 tuổi thôi. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Tình cảm này thật sự thích hợp hay sao? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh chị ấy. Có lẽ chỉ có làm bạn mới lâu bền hơn chút. Đừng cử động, ngoan ngoãn cho tôi. Đạo diễn, còn gì muốn nói hay không? Các người biết tôi là ai không? Có thể cho tôi xem tin tức kia một chút. Đây là hiện trường đạo diễn, chỉ muốn ở nhà cùng em, bị nghi là mua bán mại dâm. Ngoan ngoãn chút đi, đưa đi, hiểu nhầm cả thôi. Đừng chụp mà, đừng chụp. Liên tục có tin dĩa hè về đoàn phim chỉ muốn ở nhà cùng em. Đạo diễn mua dâm bị bắt. Mạn Lệ, không chỉ ảnh hưởng tới tiến độ mà còn khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Đông Thăng sụt giá mạnh. Sao cô lại đến đây? Đừng vậy, tôi đến thăm cô mà. Tôi không sao rồi, bác sĩ bảo hôm nay có thể ra viện rồi. Ngồi đi. Được. Sở Mạch kể hết với cô rồi hay sao? Ừ. Sở Mạch áy náy lắm, bảo là tại vì cậu ấy giới thiệu truyện tranh của cô cho Thiên Vũ nên mới. Chuyện này sao có thể trách cậu ấy được? Vả lại nếu không vì cậu ấy tới kịp, có lẽ tôi đã không khiến cho đạo diễn bị trừng trị cũng là điểm áy náy lớn nhất của Sở Mạch. Em trai ngốc nghếch này. Phải đấy, cô hình như rất hiểu Sở Mạch. Sở Mạch bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, rất thiếu cảm giác an toàn, vậy nên luôn che giấu bản thân bằng thái độ bất cần đời. Thực ra cậu ấy rất khó tin tưởng người khác, nhưng mà dường như cậu ấy rất tin cô. Cô cũng rất hiểu Sở Mạch mà. Từ nhỏ chúng tôi đã sống nương tựa vào nhau, tôi coi cậu ấy như em trai. Cậu ấy cũng chỉ coi tôi như chị gái thôi. Phải rồi, cô xem tin tức chưa? Quả báo. Chỉ tiếc là bộ phim này của chúng ta phải tạm thời ngừng quay rồi. Cô thực sự cho rằng quả báo đến trùng hợp thế à? Chẳng lẽ là Sở Mạch? Với địa vị của tôi và Sở Mạch hiện giờ thì không làm nổi đâu. Là anh ta. Đạo diễn của chị muốn ở nhà cùng em. Lộ tin xấu như thế, cho dù có quay tiếp thì phòng vé chắc chắn sẽ rất thê thảm. Xếp hàng, ban đầu anh cố chấp muốn đầu tư vào dự án này, mấy chục triệu đổ vào đó, kéo cả giá cổ phiếu tập đoàn liên tiếp giảm mạnh. Thế này không phải cách đâu. Nghĩ cách dẹp yên chuyện này. Đây đều là quy tắc ngầm trong ngành, mọi người đều quen rồi mà. Phải đó, tẩy trắng cho đạo diễn, Đông Thăng chúng ta cũng không bị liên lụy. Cứ tiếp tục thì Đông Thăng sẽ không được đâu. Cũng chỉ có như vậy thôi. Mọi người phải lên kế hoạch, mọi người trực tự chút đi. Ai muốn tẩy trắng cho gã cặn bã đó có thể rời khỏi công ty luôn. Cổ phần tôi sẽ thu lại. Xếp hàng, anh nói như vậy không được. Chúng tôi đều vì tập đoàn Đông Thăng thôi. Không cần thiết vì một đạo diễn mà khiến cho tập đoàn tổn thất lớn như vậy. Nếu chút sóng gió này mà Đông Thăng cũng không vượt qua được, Hàng Đông Lai tôi cũng không cần ngồi vị trí này nữa. Không cần bàn bạc nữa, giải tán. Liên hệ cho luật sư ngay. Còn cả mấy đạo diễn và bên quan hệ công chúng, được, tôi làm ngay. Tôi đi giải quyết được. Ra viện rồi hay sao? Chuyện đó tôi có chuyện muốn nói với anh. Xin lỗi, cảm ơn anh. Tại sao phải cảm ơn tôi? Tại sao phải xin lỗi tôi? Cảm ơn anh đã không tiếc cái giá phải trả mà khiến người kia phải chịu pháp luật trừng trị. Là tôi nên nói lời xin lỗi. Tôi không bảo vệ cô chu toàn. Đông Lai, anh thật sự có thể tha thứ cho tôi 6 năm trước ư? Tất nhiên không thể rồi. Nhưng tôi có thể tha thứ cho cô bây giờ. Là cô nói chúng ta đều phải nhìn về phía trước. Vậy nên em có thể chấp nhận anh lần nữa hay không? Anh muốn bảo vệ em thật tốt. Còn có Khả Lạc nữa. Em... Alo, Sở Mạch. Điều tra được gã tóc đỏ rồi.
Tôi biết rồi. Được, tôi đến ngay. Đông Lai, thật ra 6 năm trước anh biết. Sao cháu có thể làm ra loại chuyện như này? Cháu chỉ muốn đuổi Chung Linh đi thôi. Không phải bác cũng không thích cô ta sao? Nhưng cũng không thể xúi người khác đi cưỡng gian được. Cháu biết sai rồi ạ. Cháu chỉ muốn cảnh cáo cô ta thôi. Chỉ trách gã đạo diễn kia làm hỏng chuyện. Bác ơi, nếu hắn khai ra cháu thì cháu xong đời rồi. Bác giúp cháu đi bác. Bác giúp cháu với. Tin xấu về đạo diễn kia liên lụy trực tiếp đến tập đoàn Đông Thăng. Bác đoán chừng là Đông Lai sai người phơi bày hành vi xấu xa của hắn ra. Chẳng ngờ Đông Lai vẫn bận tâm đến Chung Linh đến như vậy. Cháu biết, vậy nên cháu mới đến tìm bác đi. Chỉ cần anh Đông Lai không truy cứu, cháu sẽ không sao. Được rồi, tối để Đông Lai về ăn cơm, xem nó muốn làm đến bước nào. Cảm ơn bác. Được rồi, cháu cảm ơn bác. Đến đi. Sao vậy? Cậu chủ, lúc đó sau khi phát hiện Lâm Hạ Tịch qua lại với gã tóc đỏ, tôi đã cử người theo dõi hắn. Vậy nên hôm nay hắn đến đây là cậu chủ bảo tôi điều tra người đã vào núi hôm đó vào 6 năm trước. Trong đó chỉ mình hắn có 2 tiền án. Tôi cũng chỉ đang trong quá trình điều tra, không ngờ hắn lại tự tìm tới cửa. Muốn tiền hay sao? Phải đó. Hắn biết nếu lật lại vụ án chắc chắn chịu án nặng, nên hắn muốn lấy tiền rồi đi đầu thú. Hắn ở đâu? Tôi muốn gặp hắn một chút. Hắn biết nếu như lật lại vụ án thì nhất định sẽ chịu án, cho nên hắn ta muốn lấy tiền rồi tự thú. Hắn ta đang ở đâu? Tôi muốn gặp hắn. Đợi một chút. Mọi người nghe cái này trước đi. Tôi vừa mới được thả ra đã muốn tôi làm chuyện giết người đốt nhà. Tôi tìm hiểu qua rồi. Hôm đó mưa tuyết lớn, dựng tai nạn bất ngờ rất đơn giản. Có khi chẳng cần anh đích thân ra tay. Chuyện làm ăn béo bở này anh chắc chắn không làm hay sao? Được thôi cô Lâm, kế hoạch chu đáo thật đấy. Hạ Tịch, người này biết có người đang điều tra hắn ta, cho nên hắn muốn sau khi tống tiền Lâm Hạ Tịch sẽ cao chạy xa bay. Không ngờ cô Lâm không đưa, cho nên hắn chuẩn bị một mất một còn nên tìm đến tôi. Ít ra tự thú có thể được giảm nhẹ, lúc ra còn có tiền. Báo cảnh sát. Đợi đã, Lâm Hạ Tịch ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta. Tôi nghi ngờ chuyện của đạo diễn cũng là do cô ta sai khiến. Alo mẹ. Về ăn cơm đi con. Vừa hay Hạ Tịch đang ở đây. Vâng, con về ngay đây. Lâm Hạ Tịch ở nhà của anh. Một tí nữa, cháu cứ từ từ nói với nó. Đều là người một nhà thôi. Vâng ạ, cảm ơn bác. Về rồi hay sao? Anh Đông Lai, sao cô cũng đến đây? Hạ Tịch ở đây. Sao mà con còn đưa cô ta về? Muốn làm mẹ tức chết hả? Mẹ, mẹ bị cô ta lừa bao nhiêu năm nay mà vẫn cố chấp như vậy. Có thể tỉnh táo chút được không? Ý con là gì đây? Làm phiền bà Hàn. Tôi đến chỉ muốn hỏi Lâm Hạ Tịch vài điều. Hỏi xong tôi sẽ đi. Tôi chẳng có gì để nói với cô. Đạo diễn Trương đánh thuốc mê tôi, âm mưu tấn công tình dục. Có phải là do cô sai khiến không? Anh ta thừa nhận rồi sao? Quả nhiên là cô. Hạ Tịch cũng là nhất thời hồ đồ thôi. Đó là gì? Nó yêu con quá thôi. Đông Lai, các con từ nhỏ lớn lên cùng nhau, con giúp nó đi. Mẹ, mẹ mới là nhất thời hồ đồ. Bao nhiêu năm nay mẹ có biết cô ta làm ra bao nhiêu chuyện phạm pháp hay không? Bác gái, cháu không muốn ngồi tù đâu. Mẹ vẫn hiểu Hạ Tịch mà. Hay là để Hạ Tịch xin lỗi Chung Linh là xong chuyện thôi mà. Xin lỗi sao? Nếu như có thể xin lỗi là xong thì bao nhiêu kẻ ác trên thế giới này chẳng thà đều xin lỗi hết. Còn cần đến pháp luật để làm gì hả bà Hàn? Kẻ ác? Phóng đại quá rồi đó. Cô cũng bị đạo diễn làm gì đâu. Mẹ, sao mẹ vẫn còn nói giúp cô ta? 6 năm trước làm sao?
Mau nói đi. Sáu năm trước chính là cô ta. Chính cô ta đã hại anh Đông Lai trở thành tàn tật, còn bỏ rơi anh ấy nữa. Vậy sao? Vậy cái này thì sao? Tôi tìm hiểu qua rồi. Hôm đó mưa tuyết lớn, những tai nạn bất ngờ rất đơn giản. Chỉ cần Trung Linh biến mất, cô lấy đâu ra vậy? Vu khống, tôi phải kiện cô tội vu khống. Âm mưu giết người là trọng tội đấy. Lâm Hà Tịch, cô nhìn kỹ đi, cô nhận ra hắn ta hay không? Hắn đã tự thú rồi, đến bây giờ cô còn không định thừa nhận. Hạ Tịch, đó đều là sự thật hay sao? Vậy là hại Đông Lai 6 năm ngồi xe lăn là cháu hại sao? Hạ Tịch, đây đều là sự thật hay sao vậy? Không phải đâu, không phải đâu bác gái, đó không phải do cháu làm, không phải cô làm. Vậy thì cô qua lại thân thiết với người từng có 2 tiền án thì quan hệ của các người là gì? Bác ơi, không phải cháu, cháu. Anh Đông Lai, anh Đông Lai, anh biết mà. Từ nhỏ em đã rất thích anh rồi. Ước mơ duy nhất của em là được gả cho anh. Sao em có thể hại anh được? Anh tin em đi mà. Là thật hay giả thì cảnh sát sẽ tự điều tra. Cô không làm hại anh ấy sao? 6 năm trước cô lấy danh nghĩa bố mình là bác sĩ điều trị chính cho Đông Lai, ép tôi phải rời bỏ Đông Lai. Đó không phải là làm hại hả? Hạ Tịch, cháu làm ta quá thất vọng rồi. Không phải đâu bác gái, bác gái, cháu không ngờ sẽ như thế này mà. Tại sao, tại sao mọi người đều không tin cháu mà đều tin con tiện nhân này? Ngay cả đến y đức phẩm hạnh của bố mình cũng có thể lấy làm công cụ. Lâm Hạ Tịch, cô thật độc ác. Không phải, không phải đâu. Hạ Tịch, sai khiến giết người là trọng tội phải ngồi tù đó. Sao cháu có thể như vậy được? Đừng có nói nữa. Tôi không làm, tôi không có làm. Cô làm nhiều chuyện xấu như vậy, thật sự lương tâm của cô không cắn rứt hay sao? Không phải tôi, không phải tôi đâu. Đều tại cô, đều tại cô hết. Đi chết đi, cẩn thận. Đông Lai, Đông Lai, Đông Lai, Đông Lai, Đông Lai. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Anh sẽ không sao đâu. Cầu xin Bồ Tát phù hộ cho con trai của tôi. Cầu xin Bồ Tát phù hộ con trai tôi đừng xảy ra chuyện gì. Cô Chung, cầu xin Bồ Tát phù hộ con trai tôi. Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Con trai tôi đã không còn nguy hiểm nữa, hết thuốc mê sẽ tỉnh lại thôi. Vậy có được gặp anh ấy không? Được, đã đưa anh ấy về phòng bệnh rồi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Bác sĩ, có cần chú ý việc gì không? Người bệnh tình dưỡng cho tốt là ổn rồi. Bà Hàng, tôi không sao, chỉ chóng mặt một chút thôi. Dì à, dì cũng chưa ăn gì cả ngày rồi. Hay là dì với mộ thần về nhà nghỉ ngơi. Đông Lai giờ không còn nguy hiểm nữa, để cháu chăm sóc là được. Đúng đó bà Hàng, nếu như bà có xảy ra chuyện gì thì lúc cậu chủ tỉnh lại tôi cũng không biết ăn nói thế nào. Đúng đó, dì nên chăm sóc tốt cho bản thân mới được. Ừ, đúng rồi. Bao nhiêu năm qua đã hiểu lầm cháu, mong cháu hãy tha thứ cho bà già hồ đồ này. Chỉ cần Đông Lai không sao thì cháu cũng không có vấn đề gì hết. Bà Hàng, tôi đưa bà về nhà nghỉ ngơi trước. Ừ. Vậy thì nhờ cả vào cháu nhé. Sáu năm đầy biến cố, đáng tiếc Khải Lạc không phải cháu ruột của ta. Ai bảo anh đi đánh nhau? Em bị mắng một tí cũng có sao đâu. Sao mà thế được? Anh đã nói là sẽ bảo vệ em thật tốt rồi. Phải dạy cho anh một bài học mới được. Mưu sát chồng này. Anh nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện đó. Đồ ngốc. Mỗi lần anh gì bảo vệ em mà bị thương, anh có biết là em đau lòng lắm hay không? Về nhà tôi nấu ít cháo, cậu đem vào cho Trung Linh. Cả ngày con bé chưa ăn gì. Vâng. Bà Hàng, chủ nhiệm Trương, nghe nói kết quả điều trị của cháu trai bà rất tốt.
cháu trai Khả Lạc đó. Chẳng phải lần trước làm giám định cha con với Chung Khả Lạc điều trị ở bệnh viện chúng tôi sao? Cho nên kết quả giám định là có quan hệ huyết thống với Đông Lai sao? Cha con. Chẳng phải lần trước làm giám định cha con với Chung Khả Lạc điều trị tại bệnh viện của chúng tôi sao? Cho nên kết quả giám định là có quan hệ huyết thống với Đông Lai sao? Cha con. Bà chưa xem hay sao? Hôm đó tôi nhờ con gái bác sĩ Lâm đưa cho bà mà. Đúng đúng đúng. Làm phiền chủ nhiệm Trương rồi. Khách sáo quá. Thế tôi đi trước đây. Hôm nay phải khám bệnh. Chủ nhiệm Trương đi thông thả nha. Vâng. Lâm Hạ Tịch, vì Khải Lạc là con đẻ của cậu chủ, có phải là nên nói với cậu chủ một tiếng không? Tôi nghĩ là đợi sau khi vết thương của Đông Lai lành, tôi sẽ trực tiếp nói với nó. Vâng. Đi thôi. Thế nào rồi? Vẫn còn sốt. Sốt sau phẫu thuật là bình thường. Làm hạ nhiệt vật lý đi. Vâng. Cảm ơn y tá. Người nhà đo nhiệt độ đi. Vâng ạ. May quá không sốt nữa rồi. Tiểu Linh. Tiểu Linh. Tiểu Linh à. Đông Lai, đừng đi. Đừng đi, em ở đây mà. Em ở đây rồi. Anh có nghe thấy em nói hay không? Tiểu Linh, xin em đừng rời xa anh. Đừng rời xa anh. Đông Lai, xin em đừng rời xa anh mà. Đông Lai, em không đi. Sau này em cũng không đi nữa. Xin lỗi anh. Xin lỗi. Xin lỗi, sau này em sẽ không đi nữa. Xin lỗi Đông Lai. Sau này em sẽ không đi nữa. Nhưng mà anh có thể mau tỉnh lại hay không? Anh mau tỉnh lại được không anh? Anh có thể mau chóng tỉnh lại không? Anh có biết là 6 năm qua em nhớ anh biết bao không? Nhưng mà em không dám quay về. Từ nhỏ em đã hại chết cha mẹ. Sau này lớn lên, anh gần em nên cũng gặp nhiều điều bất hạnh. Em thật sự rất sợ. Em rất sợ người thân bên cạnh đều rời bỏ em. Em phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc em phải làm thế nào đây? Anh có thể mau chóng tỉnh lại không? Đông Lai. Đông Lai, anh tỉnh rồi à? Đông Lai, anh làm em sợ quá. Đồ ngốc. Em lấy nước cho anh nha. Đừng đi. Em vừa mới nói, suốt 6 năm qua em luôn nhớ anh. Là thật hay sao?
Bà nào tìm Khả Lạc thế ạ? À? Con xem. Khả Lạc, bà nội đến đón cháu đây. Khả Lạc, Khả Lạc con sao vậy? Không nhận bà nội hay sao? Bà xấu xa, bà ấy là bà xấu xa. Khả Lạc ngoan. Trước đây là do bà nội không đúng. Khả Lạc nghe lời nào. Cháu xem, bà nội đem cho cháu cái gì nè? Ô tô nhỏ. Cháu không cần đâu. Bà không phải là bà nội của cháu. Khả Lạc. Khả. Tranh thủ còn nóng uống chút canh đi. Để anh tự ăn được. Sắp ra viện đến nơi rồi. Không được, bác sĩ đã nói rồi. Tùy tiện cử động không tốt đâu. À đúng rồi, hạ tịch cô ta. Cảnh sát đang xử lý rồi. Trung Linh, chúng mình bắt đầu lại từ đầu đi. Em không cần lo lắng Khả Lạc. Chuyện trước kia em không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi nữa. Anh sẽ coi Khả Lạc như con ruột của mình. Trời ơi, không phải vì cái này. Mà Khả Lạc vốn dĩ là... Mình phải nói sự thật cho anh ấy thế nào đây? Liệu anh ấy có trách mình đã luôn phủ nhận Khả Lạc là con ruột của anh ấy hay không? Vẫn nên để từ từ nói sao? Là cái gì? Không có gì đâu, Khả Lạc nó thích anh nhất. Chú Hàng, cẩn thận một chút đi. Vết thương của chú Hàng vẫn chưa lành đâu con. Biết không? Chú Hàng, chú còn đau không? Không đau. Nó cứ nhất định đòi đến thăm chú Hàng của nó. Tôi không từ chối được. Mấy hôm nay làm phiền cậu chăm sóc Khả Lạc rồi. Cảm ơn hoa của cậu. Nói mấy câu khách sáo đó làm gì? Làm như mọi người đều không quen thân ấy. Nhìn này, đây là quà mà cháu và anh Sở Mạch cùng nhau chọn cho chú Hàng đó. Ồ, cái tên nhóc này, gọi anh ta là chú, gọi chú là anh hay sao? Vai vế của chú thấp vậy hả? Tôi không muốn làm chú của cậu đâu. Đúng vậy. Cháu còn đúng vậy nữa hả? Cháu ra đây một chút. Hai chú cháu chậm thôi. Đây là bệnh viện, cháu qua đây đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Đừng đùa nữa mà. Bộ thần, Đông Lai bọn nó đâu rồi? Không phải hôm nay xuất viện à? Bà chủ, bị Khả Lạc kéo đến nhà của họ rồi. Thế tôi đi đón bọn chúng. Bà chủ, bây giờ không còn sớm nữa. Cậu chủ nói ngày mai sẽ về. Bà chủ đừng lo lắng. Ừ, ngày mai tôi sẽ đi đón chúng. Bà chủ, bà nghỉ ngơi sớm đi. Khả Lạc không phải con quan. Bà xấu xa. Bà đi đi, bà đi đi. Cháu nhớ lấy cho bà. Đồng Lai không phải bố của cháu. Ta cũng không phải bà nội của cháu. Khả Lạc ghét bà xấu xa. Bà đi đi, bà đi đi. Khả Lạc không nhận mình. Mình phải mau chóng nói cho Đồng Lai biết chuyện này. Nhất định phải đón cháu trai về. Mẹ ơi, con tắm xong rồi. Bây giờ con có thể ngủ cùng với chú Hàng với mẹ không? Không được, vết thương của chú Hàng vẫn chưa khỏi đâu. Đi thôi, chúng ta đi ngủ. Đi nào. À đúng rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đồ vệ sinh cá nhân để ở trong phòng tắm. Ừ. Đi thôi con. Trung Linh, ngủ chưa? Sao vậy? Em có thể giúp anh thay băng được không? Được, được. Mời vào. Đau không? Không sao. Em làm nhanh thôi.
Sao tim của anh đập nhanh vậy? Đau không? Khả Lạc à, Khả Lạc, đi mở cửa đi con. Vâng ạ. Bà xấu xa, bà xấu xa, bà đi đi. Khả Lạc, Khả Lạc, bà đi đi. Xin lỗi nhé dì Hàn, mời vào. Khả Lạc, không được như vậy, mau vào đi con. Mẹ, mẹ đến rồi. Xin lỗi dì, Khả Lạc nó không hiểu chuyện. Không sao đâu. Khả Lạc, cháu xem bà mang cho cháu cái gì này. Đồ bốt đại chiến đấy. Khả Lạc không cần đồ của bà xấu xa. Khả Lạc, sao con lại nói như vậy? Bảy là mẹ của chú Hàng đó. Bảy chính là bà xấu xa. Bảy nói Khả Lạc là con hoang, không có bố. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy được? Khả Lạc nè, Khả Lạc, bảo bối nhỏ, bà nói nhầm thôi. Khả Lạc ngoan nhất mà đúng không? Có thể tha thứ cho bà được không? Không được. Khả Lạc, không phải cháu muốn chú Hàng làm bố của cháu hay sao? Hôm nay bà đón mọi người về nhà. Nhà bà có cực kỳ nhiều đồ chơi luôn đó. Gì? Gì đây là... Không được. Ở đâu có mẹ thì Khả Lạc đến đó thôi. Nhưng bà nội nhớ Khả Lạc. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, bảy đột nhiên đối xử với Khả Lạc như vậy, có phải là biết rồi không? Mẹ, chúng ta đi thôi. Khả Lạc, chú đi trước nha. Tạm biệt chú Hàng. Bye bye. Khả Lạc, chào bà nội đi con. Đi. Em nhớ buổi hẹn hôm thứ Bảy nhé. Không gặp không về. Không gặp không về. Khả Lạc, bà vừa nãy còn nói gì với con nữa không? Bà ấy đến trường mẫu giáo đón Khả Lạc, bị Khả Lạc đuổi đi rồi. Không nói gì khác để hay sao? Đông Lai, thực ra Khả Lạc là... Này dừng xe. Mẹ, mẹ đợi con chút nha. Con đi làm gì đấy? Đông Lai, xin chào, chào mừng quý khách đến đi A Một đời chỉ tặng một người. Anh muốn mua nhẫn cầu hôn hay sao? Ừ. Thiết kế hình trái tim của chiếc nhẫn cầu hôn tối giản sang trọng này thuộc dòng May Hết, với ý nghĩa trái tim chân thành chỉ dành duy nhất cho một người. Dùng trái tim chân thành của anh mở đầu lời cam kết yêu em suốt cuộc đời. À đúng rồi mẹ, lúc nãy ở trên xe mẹ định nói gì với con? Mẹ nói là Khả Lạc là con của con, là cháu nội của mẹ. Mẹ nói cái gì? Khả Lạc là con của con. Mẹ cũng không ngờ kết quả xét nghiệm là bị Lâm Hà Tịch đánh tráo mất. Bây giờ Khả Lạc đối xử với mẹ như vậy, liệu có phải do Trung Linh dạy hay không? Trung Linh mà cứ luôn ngăn cản, không cho Khả Lạc nhận chúng ta, thì phải làm sao đây? Không được. Mẹ không biết sau này các con tiến triển thế nào. Đứa cháu nội này của mẹ thì mẹ nhất định sẽ đòi về. Nó chính là cốt nhục của nhà họ Hàng chúng ta. Trung Linh dựa vào cái gì mà dám ngăn cản không cho chúng ta nhận chứ? Cho dù chúng ta trước đây có hiểu lầm cô ta, thì đó cũng là lỗi của Lâm Hà Tịch, liên quan gì tới chúng ta? Bao nhiêu năm nay mẹ có cháu nội mà cũng không biết. Được rồi mẹ, con sẽ xử lý việc này. Mẹ đừng lo chuyện của Khả Lạc nữa.
Cô có muốn gọi đồ không? Tôi đang đợi người, một lúc nữa sẽ gọi. Được, cảm ơn. Đã 12 giờ rồi, sao Đông Lai vẫn chưa đến nhỉ? Đồ ngốc, không phải anh quên thời gian hẹn hò rồi đấy chứ? Chúng ta tiếp tục. Lần thu mua này có lẽ sẽ cứu vãn được tình hình. Cổ phiếu liên tục đứt giá của tập đoàn Đông Thăng. Chào cô. Cảm ơn. Anh ấy sẽ không đến nữa. Đông Lai, hôm nay không phải chúng ta đã hẹn rồi hay sao? Em đợi anh cả ngày đó, sao không trả lời tin nhắn của em? Quên mất, anh đang bận. Có việc gì không thể trực tiếp nói rõ hay sao? Anh đừng có giận như trẻ con vậy được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu chủ, xảy ra chuyện gì em không biết hay sao? Anh đã biết Khải Lạc là con trai của anh sao? Xảy ra chuyện gì em còn không biết hay sao? Anh đã biết Khải Lạc là con trai của anh rồi à? Nếu như mẹ anh không làm giám định quan hệ cha con thì em nhất định giấu anh cả đời hay sao? Không đâu, giống như em định nói với anh rồi. Hôm nay lại em định nói với anh đó. Anh hỏi rất nhiều lần bố của đứa bé là ai, lần nào cũng là không liên quan gì tới anh, không phải của anh đâu. Sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy? Biến mất 6 năm trời, đem con trai của anh xuất hiện trước mặt của anh, còn cứ luôn ngăn cản bố con anh giận nhau. Xin lỗi, chỉ là em quá sợ hãi. Em sợ anh vì hận em mà cướp Khải Lạc đi. Anh biết mà, em chỉ có mỗi mình Khải Lạc là người thân. Thế thì em có thể tự ý tước bỏ quyền làm bố của anh hay sao? Mấy hôm nay, mỗi lần anh nghĩ lại, anh bảo thằng bé đừng gọi anh là bố mà gọi anh là chú, thì anh lại thấy bản thân mình được cười. Bảo con ruột của mình gọi mình bằng chú. Trung Linh sao em có thể trơ mắt nhìn con trai mình gọi bố nó là chú cơ chứ? Em có từng nghĩ cho Khải Lạc không? Em không biết là nó muốn có một người bố đến thế nào sao? Xin lỗi, thật sự lúc đó em quá sợ hãi. Em sợ nó bị các anh cướp đi. Em thực sự không thể nào không có Khải Lạc được. Các anh, đến tận bây giờ em vẫn vạch ra ranh giới với anh. 6 năm trước, vào lúc anh cầu xin em thì em bỏ anh mà đi, không hề hỏi qua cảm nhận của anh. 6 năm sau, em mang con trai của anh muốn né tránh anh. Em cũng không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. Em cho rằng mình vì muốn tốt cho anh, muốn tốt cho Khải Lạc. Thực tế thì em chỉ là vì bản thân em thôi. Không phải đâu, em chỉ muốn mọi người đều bình an thôi. Bây giờ chẳng phải ổn rồi hay sao? Chúng mình bắt đầu lại từ đầu nha Đông Lai. Vậy em có từng nghĩ là anh phải làm thế nào để tha thứ cho 6 năm em đã lừa dối? Hàng Đông Lai, thank you.
Em quá ích kỷ rồi. Con trai, nói chuyện thế nào rồi con? Đông Lai nè, mẹ thấy là Trung Linh đó cũng chẳng dễ dàng gì. Con nói xem, một mình nuôi con như vậy, chúng ta có phải là nên hiểu cho nó hay không? Với cả ngộ nhỡ làm cho nó cuốn lên, nó đưa Khải Lạc đi thì phải làm thế nào? Trời ơi, không được không được, nhất định phải nói chuyện tử tế với nó. Mẹ, trước khi bảo con rời khỏi cô ấy là mẹ, bây giờ bảo con tha thứ cho cô ấy cũng là mẹ. Mẹ chẳng phải là vì nhớ cháu nội hay sao? Con lại thấy mẹ với Trung Linh khá giống nhau, luôn dùng lời lẽ chính nghĩa để thao túng con. Con không đi chứ gì? Được, mẹ đi nói với con bé. Mẹ, con nói lại lần nữa, chuyện của con đừng có ai thay con xử lý. Đông Lai, xin chào, tôi tìm sếp Hàn. Xin lỗi cô Chung, sếp Hàn ra ngoài đi họp rồi. Vậy làm phiền cô chuyển cái này đến cho anh ấy. Vâng ạ, cảm ơn. Đã chuẩn bị xong tài liệu của cuộc họp chưa? Chuẩn bị xong hết rồi. Hôm nay phải đảm bảo không có sơ suất. Được. Mộ Thần, cô Chung, anh đi trước đi. Vâng. Nhiều ngày nay đều không thấy Đông Lai, anh ấy vẫn khỏe chứ? Cô Chung, cô vẫn nên về trước đi. Hiểu rồi, tôi bảo lái xe đưa cô về. Không cần đâu. Cậu chủ, cô Chung ngày nào cũng đến, anh cứ tránh không gặp thì cũng không phải là cách đâu. Biết rồi. Anh Sở Mạch ơi, chết rồi, mẹ phát điên rồi. Trung Linh. Mẹ ơi, anh Sở Mạch tới rồi nè. Sao cậu lại đến đây? Chị đang làm gì vậy? Tìm đồ đó. Không thấy dây chuyền Đông Lai tặng tôi đâu. Khải Lạc, cháu về phòng chơi trước đi. Vâng ạ. Sở Mạch, tôi không tìm thấy dây chuyền Đông Lai tặng tôi. Tôi không nhớ là để ở đâu hết. Không sao đâu, chúng ta cùng nhau tìm nha. Nó sẽ không bị mất đâu, nó nhất định không bị mất. Chú Hàn, sao không nghe điện thoại của Khải Lạc chứ? Khải Lạc cần chú. Mẹ cứ khóc suốt thôi. Chuyến bay lúc nào thế? Ngày mai. Đã quyết định rồi hay sao? Không nói cho Khải Lạc biết hay sao? Khải Lạc vẫn còn nhỏ, sẽ không hiểu chuyện. Đợi nó lớn thêm một chút nữa tôi sẽ nói, để nó tự chọn lựa. Giữa hai anh chị đã trải qua bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm mới không có cản trở gì nữa, tại sao lại cứ phải bỏ cuộc lúc này? Từ trước đến giờ đều do tôi, không đúng.
Tôi đã quá ích kỷ ngang bướng. Tôi cũng hiểu Đông Lai không thể tha thứ cho tôi. Có lẽ lần ra đi này sẽ làm cho hai chúng tôi nhìn rõ mọi thứ. Được. Tôi ủng hộ quyết định của chị. Chị xem, tôi đã nói là nó sẽ không bị mất đâu mà. Mà thôi, lúc tôi tìm nó thì không thấy nó đâu. Bây giờ xuất hiện rồi, cũng có ý nghĩa gì nữa. Cậu đợi tôi một lát nha. Tôi thu dọn xong thì chúng ta ra ngoài ăn. Đây là phòng tôi tặng cho Trung Linh. Trước đây tôi cứ luôn thấy Trung Linh ngồi một mình ngẩn ngơ nhìn nó, thì tôi đã biết sợi dây chuyền này quan trọng với chị ấy thế nào. Tôi biết nút thắt trong lòng của anh chỉ bản thân anh mới gỡ bỏ được. Tôi và Trung Linh đều là cô nhi, nên tôi có thể hiểu được vết thương bị bố mẹ bỏ rơi. Việc đó khiến chúng tôi cực kỳ bất an, luôn muốn bao bọc lấy bản thân thật chặt, lại vừa lo sợ làm tổn thương đến người mình quan tâm. Cho nên Trung Linh mới sợ Khải Lạc bị người khác cướp đi như vậy, bao gồm cả anh. Cô ấy sợ đến gần anh một lần nữa sẽ lại khiến cô ấy trở thành đối tượng công kích, lại bị tổn thương. Xong rồi. Những gì cần nói tôi đã nói hết. Trung Linh và Khải Lạc sẽ rời Giang Thành vào lúc 3 giờ chiều ngày mai. Việc cần làm tôi không làm hộ anh được. Anh tự mình cân nhắc nha. Tôi đi trước đây. Anh chạy ra ngoài thế này thì dì lại trách em đó. Giống dĩ dì đã không đồng ý chúng mình ở bên nhau. Không sao đâu, cùng lắm thì không về nhà nữa. Nè đại thiếu gia, anh có biết cô nhi chúng em ngưỡng mộ những đứa trẻ có gia đình như anh thế nào không? Thế mà anh còn không quan tâm nữa. Thôi được rồi, anh chỉ buộc miệng nói vậy thôi mà. Con dâu tốt như vậy, mẹ anh sao mà. Con dâu cái gì, anh đừng có nói bừa nha. Chuyện sớm muộn thôi. Thôi anh ngồi yên đi, sẽ sắp chạy rồi đó. Sao vậy? Không sao, ghế xe khách có vẻ cứng quá. Nên để đại thiếu gia như anh trải nghiệm một chút nỗi khổ nhân gian với bọn em. Có thể trải nghiệm cùng em thì cũng không tồi. Khải Lạc có thích ngồi máy bay không? Thích à? Nào, mẹ ơi, con không muốn đi đâu. Khải Lạc nghe lời đi. Con nhớ chú Hàn rồi. Khải Lạc ngoan, chúng ta còn quay lại mà. Với cả còn không đi thì chúng ta lỡ máy bay mất. Mẹ bế con đi. Mở cửa bằng mông, mở cửa bằng mông. Sao thế Khải Lạc, chúng ta về An Nam không vui hay sao? Vui ạ, nhưng mà con nhớ chú Hàn lắm. Con muốn cùng với chú Hàn về. Chú Hàn bận lắm. Nào, chúng ta ngồi xuống đã. Đến rồi, ở đây. Ê,
Cảm ơn. Mời hành khách mau chóng vào chỗ ngồi. Vâng ạ. Cả Lạc ngồi yên nha. Sao anh lại đến? Bắt đầu lại từ đầu thì bắt đầu lại từ đầu thôi. Chú Hàn, cháu biết là chú sẽ không bỏ Khả Lạc rồi. Sau này không được gọi là chú nữa, phải gọi là bố đó. Thật không ạ? Mẹ ơi, chú Hàn đồng ý làm bố của Khả Lạc rồi. Con biết bố là bố của con mà. Khả Lạc thông minh lắm. Đúng rồi, sao Sở Mạch không tiễn bọn em? Giống dĩ cũng định tiễn đó. Chẳng phải tại vì anh mời đạo diễn nổi tiếng Dương Phàm đến tiếp tục quay Chỉ Muốn Ở Nhà Cùng Em, cho nên Sở Mạch bị kẹt ở đoàn phim rồi. Em thật sự chỉ coi Sở Mạch là em trai thôi. Anh biết. Em quên cái này, dây chuyền của mẹ mà. Nào, đeo lên cho mẹ đi. Vâng. Trời ơi, giỏi quá đi. Sau này chưa có sự cho phép của anh thì không được tháo ra. Dân cậu chủ, dân bố. Cắt. Rất tốt. Đóng máy vui vẻ. Cả nhà vất vả rồi. Cảm ơn mọi người. Nghe nói Hàn Đông Lai và Trung Linh đều hưởng tuần trăng mật rồi. Sắp tới anh có dự định gì không? Tôi dự định nghỉ phép, kiếm bờ biển nào đó nghỉ ngơi. Được. Nè, cô có muốn đi cùng tôi không? Được. Đi. Nào. Đi nào Khả Lạc, chúng ta đi ăn bánh kem nha. Đợi đã. Vẫn còn một nghi lễ quan trọng nhất. Trung Linh, anh đã thất hẹn 6 năm rồi. Nhưng cho dù xảy ra chuyện gì thì có một điều anh chắc chắn, từ đầu đến cuối em đều là tình yêu duy nhất cả đời anh. Anh nguyện dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho 6 năm anh lỡ hẹn. Chiếc nhẫn Dia cả đời anh chỉ có thể đặt một lần để chứng minh quyết định và cam kết cả đời này. Anh chỉ có thể yêu em. Em có bằng lòng đeo nhẫn không? Bằng lòng làm vợ anh không? Vâng, em đồng ý. Lấy anh lấy. Mẹ ơi, cố lên. Mẹ ơi, cố lên. Lấy anh lấy. Lấy anh lấy. Hôn một cái đi, hôn đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Câu chuyện đều có kết thúc, nhưng cuộc sống thì vẫn chưa. Mọi người thường hay nói, trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau chính là kết thúc. Bởi vì sau đó sẽ bước vào hiện thực. Vậy thì trong cuộc sống, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, thì cho dù câu chuyện bắt đầu từ chia ly, thì cũng có thể đi đến cái kết có hậu.